Có ai nói em lên TV hả? Em nữa. Đâu có ai nói đâu, em lên cũng đâu có ai nói đâu. Rồi vô lẹ mấy đứa sửa thầy mấy câu. Rồi, hai cái bài đọc đề số 14. Các bạn cố gắng về nhà làm thầy luôn nha. Thầy sẽ gửi video các bạn coi chứ không thầy không sửa trên lớp. Hai cái bài đọc. Tranh thủ sửa hết cho thầy nha. Rồi, thầy nhắc lại là cái đề ôn tập ngữ pháp số 1 tranh thủ xong trong ngày hôm nay nha thầy. Làm trong vòng 90 phút, xếp thời gian làm trong vòng 90 phút. Rồi, mai thầy sẽ gửi bài sửa. Rồi, hồi bữa là làm 3 câu tìm lỗi sai cho các bạn 3, 6, 3, 7, 8 chưa? Rồi luôn hả? Tìm lỗi sai chưa? Rồi, ok ha. Đổi thành chị extension, nó sẽ chưa đổi là chị extension hay viết lớp trong vở. Rồi, câu số 39 nè, bây giờ làm những câu mà viết lại câu các bạn ha. 39, 40, 42. Rồi. She will lose her job if she continues making nasty remarks about the boss. Các bạn coi nè, cô ấy sẽ mất công việc của cô ấy. Nếu mà các bạn coi nè, cô ấy sẽ mất công việc của cô ấy. Ủa, Linh đề nữa đâu? Ủa, làm sao mấy đứa? Hoài luôn á. Rồi, cô ấy sẽ mất cái công việc của cô ấy nếu mà, thì rõ là bạn có mất công việc. Thì nếu mà vế sau là chắc chắn là gì? Tiêu cực, tích cực. Họ tiêu cực rồi, được chưa? Đó, cô ấy sẽ mất công việc của cô ấy nếu mà cô ấy tiếp tục làm cái gì đó. Thì các bạn đó đi tiếp tục làm cái gì, kể nó đi. Vậy các bạn không biết chữ gọi là nasty remark này, nhưng cho nên các bạn, nhưng mà các bạn chắc chắn đoán được là nó đang tiêu cực. Các bạn cố gắng dự đoán thầy đi, được chưa? Đó, nếu mà cô ấy tiếp tục như thế nào, chạy bộ đi, các bạn tự dự đoán trong cái khả năng của bạn, các bạn dự đoán là gì? Chạy bộ là phạm lỗi đi, được chưa? Hoặc là có thể là làm khiến cho nó bực bội cũng được, kệ nó đi, được chưa? Đó thì kệ nó, khỏi quan tâm. Rồi, các bạn hiểu câu này tôi còn thôi được rồi. Câu này đang thì gì? Điều kiện là mấy đây? Điều kiện là mấy? Loại mấy? Loại một. Nếu mà câu điều kiện đây, câu điều còn loại một các bạn ha, thì nó không được sử dụng câu điều kiện là ba, được chưa? Và cũng không sử dụng câu điều kiện là hai. Được chứ bạn? Đó, kia đã có được là một, tự nhiên dùng 3, dùng 2 nữa làm gì? Nói chứ? Rồi, cô ấy sẽ mất việc nếu mà cô ấy cứ tiếp tục cái gì đó, sếp của cô ấy. Cô ấy không cái gì đó các bạn, cô ấy không nhận thức được cái điều đó nhiều. Được chứ? Không nhận thức là không biết, là không nhận ra mới được. Được chứ? Đó, vậy cô ấy không nhận ra điều đó là không nhận ra cái điều gì? Điều mà cô ấy làm sai đó, đúng không? Đó, mình không biết gọi là nasty remark kể nó đi. Được chứ? Rồi, vậy con này các bạn chọn gì? Nhưng quan trọng là gì, các bạn có thể loại bỏ nha. Thầy nói với bạn rồi, câu này đây, câu này là một, thì không có dùng quá khứ phong từ, không có quá khứ phong thành, các bạn không dùng hát động từ ba hết trơn. Các bạn bắt đầu các bạn loại bỏ, được chưa? Rồi, các bạn cứ tưởng tượng là chữ making nasty remark là làm sai đi, làm phạm lỗi đi ha, được chưa? Kệ nó, thử nha. Rồi, mãi cho đến khi các bạn coi hát stop thì có chọn không? Tào lao bỏ, khỏi quan tâm, nhìn vô cái thì cái nó sai rồi, khỏi quan tâm hết. Rồi câu B, nếu mà nó không do cái sự nhận thức của cô ấy thì cô ấy sẽ mất công việc. Tự nhiên nếu mà không do cái sự nhận thức của cô ấy là như thế nào, được chưa? Rồi là tào lao. Cô C, no matter how much she aware of, thầy dạy các bạn rồi, no matter how là gì? Dù cho cô ấy có nhận thức, nhưng mà thực tế thì cô ấy có nhận thức không? Không có nhận thức. Mà bây giờ dù cho có nhận thức mà thực tế cô ấy đã có nhận thức đâu, được chưa? Cho nên câu này như thế nào? Bỏ luôn. Thì rõ ràng A, B, C là các bạn thấy lắm công hết rồi. Sẽ chọn con sai đúng nhất, bỏ là câu D. Little does she realize là gì? Cô ấy. Thầy dạy mấy đứa cấu trúc đạo ngữ với Little chứ. Ok, mà ơi, im lặng nữa xong ngày nào hỏi câu nào mới đưa mấy đứa đưa thầy gọi là cái sự im lặng kinh khủng như vậy vậy. Còn thầy dạy mấy đứa cấu trúc đạo ngữ Little chưa? Ôi trời nữa ha trời. Little does she realize là gì? Cô ấy có nhận ra không? Cô ấy không có nhận ra. Ủa, thầy dạy mấy đứa đạo ngữ với Lido chứ mấy đứa. Ôi cha má ơi. Lido does, hoặc là did, hoặc là do. Rồi chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu. Lido, ok, cộng như đây, cộng know đi. Cộng realize. Không biết, không nhận ra. Ủa thầy dạy chưa mấy đứa? Mấy đứa không nhớ luôn hả?
Nó ghê thiệt luôn á. Sắp thi rồi mà ngày nào cũng lên cũng rầy hết, thầy chán quá mấy đứa ơi. Rồi thì câu này là gì? Cô ấy không nhận ra là cô ấy sẽ mất công việc nếu mà cô ấy cứ tiếp tục cái gì đó, phạm lỗi, được chưa bạn? Rồi. Cô ấy cái đạo ngữ với lý do của bạn là không biết hoặc là không nhận ra, được chưa? Rồi nhưng mà không, sẽ chữ remarks đi. Remark đó chính là cái đồng nghĩa với comment là gì bạn? Comment là gì? Bình luận, nhận xét, được chưa? Remark đó chính là nhận xét. Remark, nhận xét. Nếu mà cô ấy cứ tiếp tục đưa ra những cái nhận xét như là các bạn, nasty là gì? Cô ấy sẽ bị đuổi việc nếu mà cô ấy cứ đưa ra những cái lời nhận xét như các bạn đoán đi. Sắc sược hoặc là gọi là hư hỏng hoặc là gọi là không đúng đắn, được chứ? Đó chị suy luận là chị nasty đó chính là sắc sược hoặc là hư hỏng hoặc là không đúng đắn, được chứ các bạn? Nasty. Hư hỏng, không đúng đắn, được chưa? Chứ cái này không có gọi là phạm lỗi, nhưng ít nhiều á các bạn cũng hiểu được câu này đang tiêu cực, các bạn hiểu không? Đối với cái trường hợp các bạn không biết nghĩa thì như thế nào, được chứ? Rồi tiếp tục câu số 40. Thầy đã dạy các bạn hát ở big round chưa? Là gì? Cãi lộn đúng không? Cãi vã thầy dạy các bạn rồi. Hồi trước thầy dạy các bạn chính là gì? Cái dãy ghế đúng không các bạn? Trong chữ cái dãy ghế rồi sau đó thầy dạy các bạn in a row là gì? Liên tiếp đúng không? Rồi sau đó thầy dạy các bạn have a round, đó chính là cãi nhau, cãi lộn, được chưa? Đó, ok. Rồi là Victor đã kiểu như là có một cái trận cãi lộn lớn với bố mẹ của cô ấy về cái việc học của cô ấy. Bây giờ thì cô ấy hối hận, được chưa? Đó, ok. Hối hận một cái việc nó đã gì đấy? Đã xảy ra, các bạn nhớ, hối hận một việc đã xảy ra thì dùng cái gì? Quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành? Quá, ý là mình đảo lại, mình muốn thay đổi cái việc đó thì mình dùng quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành? Cái việc này đã xảy ra chưa? Xảy ra đúng không? Thì kiểu như là phải lùi xung cái nữa là dùng quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành rồi, được chưa? Thì tìm cái nào quá khứ hoàn thành thôi, được chưa? Hoặc là gì? Tiếc một việc gì đó xảy ra dùng câu trước như các bạn, regret having cộng động từ cố. Ba, nếu mà phủ định là gì? Tiếc không làm cái gì đó thì regret not having cộng động từ 3. Thầy dạy rất nhiều lần đúng không? Rồi vậy câu này các bạn chọn gì? Tự làm nha, dễ bộ đây đề thi gì? Câu này chắc chắn các bạn phải làm được thôi. Các bạn chọn gì? Thử thôi coi. Là Victor là cãi lộn với bố mẹ cô ấy. Và hiện tại là cô ấy gọi là tiếc nuối. Thì vì cô ấy tiếc nuối về việc gì? Vì mình nói lại cô ấy tiếc nuối thì cô ấy hối hận về việc gì? Hối hận vì đã cãi lộn với bố mẹ của cô ấy, được chưa? Hoặc là nếu cô ấy ước gì đây, cô ấy ước là cô ấy không có cãi lộn thì dùng quá khứ hoàn thành, thì chọn cái nào mà phải phủ định nha. Thì chọn cái gì không? Để quá rõ ràng rồi, được chưa? Đó. Nhưng mà nó phải có cái ý là gì về cái việc học của cô ấy nữa nha. Phải có đủ ý thầy về cái việc học. Chọn thầy câu B đúng nhất. Câu D nó đúng, các bạn sẽ sửa lại thành gì? Victor kiểu như là hối hận vì đã không cãi lộn. Thì có đúng, nó phải bỏ gì? Bỏ nó, đúng không bạn? Đó, ok. Rồi. Tiếp tục câu số 41. Thầy đã tư dạy các bạn rất nhiều lần chữ considerable chưa? Là gì? Đáng kể đúng không? To lớn, đáng kể, dạy rất nhiều lần đồng nghĩa với chữ significant đúng không ạ? Đó, dạy rất rất nhiều lần rồi, được chưa? Là TikTok là nó có một cái gì đáng kể các bạn? Có một cái ảnh hưởng to lớn đối với thanh thiếu niên, được chưa? Sau mập tâm là gì? Một số họ là ai? Là thanh niên á, được chưa? Là kiểu như là TikTok có ảnh hưởng to lớn đối với thanh niên. Một số họ, một số thanh niên là đã trở nên bị gì đấy? Bị nghiện nó. Được chưa? Nghiện nó là nghiện gì? Nghiện TikTok, được chưa? Đó, cái này là nó có trái ngược nhau các bạn. Hai vế có trái ngược nhau không? Hai vế có trái ngược nhau không? Có không? Là nó có tác động tiêu cực, có tác động rất nhiều thanh thiếu niên. Và kiểu như thanh thiếu niên gọi là nghiện. Thì hai vế nó như thế nào? Là nguyên nhân kết quả chứ sao mà trái ngược nhau, đúng không bạn? Nguyên nhân là gì? Có ảnh hưởng, kết quả là gì? Nghiện, được chứ? Rồi, thì câu này không thể nào trái ngược nhau được. Thì câu này các bạn chọn gì? Các bạn coi, no matter how, thầy nói lại, no matter how một lần nữa là gì? Dù cho TikTok nó có gì đây, dù cho TikTok nó như thế nào đi chăng nữa các bạn? Dù cho TikTok nó có ảnh hưởng thế nào đi chăng nữa, thì thanh thiếu niên cũng sẽ bị nghiện, đúng không?
hai vế cái này không có trái ngược nhau. Nôm với đề hai là dùng hai vế trái ngược nhau mà đâu có trái ngược nhau đó. Được chưa bạn? Đó, câu A bỏ. Câu B, nếu mà nó không do cái ảnh hưởng to lớn của thanh thiếu niên thì một số họ, nếu mà nó, thầy nói lại nha, nếu mà nó không do cái tầm ảnh hưởng to lớn của nó đối với thanh thiếu niên thì một số thanh thiếu niên sẽ nghiện. Câu này nó như nào các bạn? Đúng hay sao? Tào lao rồi, được chưa? Tự nhiên mà nếu mà không có cái sự ảnh hưởng to lớn, câu này đúng là gì? Nếu mà đúng nó sẽ là gì các bạn? Nếu mà không có do cái tầm ảnh hưởng to lớn của nó thì thanh thiếu niên sẽ như nào? Sẽ không chứ, đúng không bạn? Đó, cái câu này cho nên phải là quyết định nó sẽ đúng. Có đây điều câu này là mấy? Câu này là hai, đúng không? Bởi vì câu đề là câu đề ra là hiện tại đơn mà, được chưa? Đó, nếu mà trái ngược thì là trái ngược với thực tế, cho nên là dùng câu đề là hai là đúng, được chưa bạn? Đó, nhưng mà câu B bị sai, phải đúng thôi, phải là quyết định nó mới đúng. Rồi câu C, mãi cho đến khi, nó thành tiêu thầy dạy rất nhiều lần rồi, mãi cho đến khi, đúng không? Được chưa? Vậy mãi có chọn mà mãi cho đến khi không? Không liên quan thì chắc A, B, C lắm có là chọn câu gì nữa? Câu D, được chưa? Câu D là gì mới đúng? Such is the influence. Quả là, được chưa? Rất được chứ bạn. Đó, các bạn hồi trước thầy đã dạy các bạn đạo ngữ với số, đúng không? Số đã, số cộng tính từ cộng chủ ngữ cộng to be, được chưa? Đó, cộng vốt luôn đi, được chứ bạn? Đó, ok ha. Rồi, đối với cái trường hợp đạo ngữ là các bạn không mượn trợ động từ, các bạn không đảo, các bạn không mượn trợ động từ hay các bạn mượn to be lên trước chủ ngữ không? Được chưa? Đó, đối với trường hợp này các bạn chỉ còn quan tính từ lên trước thì nó gọi là đạo ngữ rồi. Nhưng mà đối với trường hợp này họ là không có quan to be lên trước hay là mượn trợ động từ đâu, được chưa? So adjective tính từ cộng chủ ngữ cộng động từ, thường nó cái đối với trường hợp này to be các bạn thường nó sẽ to be is am are, được chưa? Đó, thường có thể là be, được chưa? Rồi sau đó là đáp, so đáp thôi, vế sau có đạo ngữ đó không? Không nha, được chưa? Đây đối với trường so đáp, so đáp nhắc lại nghĩ là gì các bạn? Rất gì đó đến nỗi mà, hoặc là rất gì đó như quả là trời, rất gì đó đến nỗi mà, rất gì đó cho nên, được chưa bạn? Rất gì đó đến nỗi mà, rất gì đó cho nên, được chưa? Còn đối với trường sách là như nào? Such quả là. Ủa thầy dạy mấy đứa cái vụ mà such này chưa mấy đứa? Thầy dạy mấy đạo ngữ cái such chưa? Dạy đúng không? Được chưa? Đối với trường hợp này á, bởi vì nó không có gọi là tính từ, cho nên buộc các bạn phải đạo ngữ quan thu quy lên trước, được chưa bạn? Đó, ok. Rồi, thì câu này như là các bạn such to be, thường nó sẽ là be các bạn, được chưa? Such be, rồi sau đó là chủ ngữ, được chưa? Rồi sau đó là đáp, được chưa bạn? Đó. Rồi kêu các bạn. Rồi thì câu này nó đáp ứng đó các bạn. Bởi vì gì đấy? Tầm ảnh hưởng của TikTok quá là lớn cho nên là thanh thiếu niên bị nghiện. Được chưa? Thì câu D là thỏa nhất. Such is the influence, được chưa, of TikTok on teenagers. Được chưa bạn? Đó. Rồi cái này, câu này khó các bạn ha. Cái này thì em dịch là gì? Cái này thì dịch nó sẽ hay là gì? Tầm ảnh hưởng của TikTok quá là lớn cho nên, được các bạn tham gì là quả là, các bạn tham gì là quả là, quá là lớn, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 42. Nhưng mà ôn lại chút xíu chữ addicted đó chính là nghiện, đúng không? Rồi các bạn ôn với thầy một số từ đồng nghĩa với nghiện. Nghiện, các bạn có biết cái từ nào đồng nghĩa không? Thầy đã dạy các bạn học kỳ 1 rồi, ai nhớ không? Hooked on, được chưa? Đó chính là nghiện. Và trái nghiệm của nó là gì? In gì các bạn, ai nhớ không? In gì? In gì? Ignore hả? Indifferent. Thầy dạy rất là lâu rồi. Indifferent to. Cái này different là khác. Các bạn nghĩ qua in vào là không khác là không có đâu nha. Indifferent kiểu như là thờ ơ, không quan tâm á. Được chưa? Nghiện là mình chú tâm rất nhiều, trái nghiện của nó là không quan tâm thôi. Được chưa? Trời ơi, mấy đứa từ vựng nhiều lắm mà mấy đứa học ngơ quá. Ngữ pháp nữa, câu này là một câu khó. Nhưng mà câu khó các bạn chắc chắn làm được, ngữ pháp câu này các bạn chắc chắn làm được, mà các bạn chịu coi lại thì làm sao các bạn nhớ đây? Thầy nhắc lại, hút cho nó nghĩa là gì?
nghĩ. Cái nghĩ của nó indifferent to là gì? Thờ ơ, không quan tâm. Rồi tiếp tục câu số 42. 42 các bạn chắc chắn làm được. 42 rất là dễ. Tuấn develop cancer at the age of 35. Các bạn làm đi, thầy nhắn cho thầy xin các bạn. Rồi. Câu tiếp theo, câu số 42 là nữa coi. Câu này các bạn chọn gì? Tuấn đã phát triển cái này là phát triển gọi là ung thư, các bạn là bị nhiễm ung thư đó, bị ung thư đó, là Tuấn bị ung thư lúc 35 tuổi, được chưa? Năm 35 tuổi. Rồi, anh ấy nhận ra cái tầm quan trọng anh ấy nhận ra cái sự nguy hiểm của việc uống rượu quá nhiều chỉ sau đó. Được chưa? Thì các bạn coi việc nào xảy ra trước, phải quan tâm là việc nào xảy ra trước đây. Uống cái việc nào xảy ra trước, các bạn coi nè. Only then chỉ sau đó. Anh ấy nhận ra chỉ sau đó thì cái việc nào xảy ra trước? Là bị ung thư trước rồi sau đó mới gì đây? Mới nhận ra cái sự nguy hiểm. Quan trọng các bạn phải coi kỹ bắt, phải xác định này cái việc nào xảy ra trước cái này. Được chưa? Là phải bị nhiễm rồi sau đó mới phát hiện, mới nghĩ tới cái việc đó chính là cái tầng nguy hiểm của gọi là uống bia rượu, thì từ đó mới không uống nữa. Được chưa? Cho nên cái đầu tiên cũng phải là bị ung thư rồi sau đó mới nhận ra. Được chưa bạn? Rồi nhưng mà dùng cấu trúc các bạn chỉ sau đó, dùng cấu trúc chỉ tiếng Việt thôi, nói tiếng Việt trước. Hãy nói tiếng Việt thôi. Ngay khi hoặc là gì? Vừa thấy, đúng không bạn? Ngay khi anh ấy gọi là bị ung thư thì anh ấy mới nhận ra. Được chưa? Hoặc là gì? Anh ấy vừa bị ung thư thì anh ấy mới nhận ra. Hai cấu trúc nó còn y chang nhau thì con này các bạn chọn gì? Câu câu D, đúng rồi, chính xác. Được chưa? Đó là gì? Only after, các bạn nhớ only after là đảo ngữ với đầu với sau. Với sau thầy nha. Còn no sooner, scarcely when gì đó thì đảo ngữ với trước. Hát qua văn trước. Được, các bạn đã chọn thầy câu D. Được chưa? Chỉ sau khi là Tuấn bị ung thư thì anh ấy mới hiểu được cái sự nguy hiểm. Đề thi năm nay chữ realize người ta sửa lại chữ understand, được chưa bạn? Đó. Rồi, các bạn ôn lại một chút xíu nha, cái vụ mà đảo ngữ các bạn. Đảo ngữ đầu tiên đó, đối với cái trường hợp nói lại nha. Only when hoặc là only after hoặc là not until, đảo ngữ với đầu để sau. Để sau. Được chưa? Cái thứ hai, scarcely when, hardly when và no sooner than thì đảo ngữ với đầu hay sau? Với đầu. Đảo ngữ với trường hợp gì? Mượn nhiều con trước lên trước các bạn. Có trợ động từ không? Bụng hát quan hát lên đọc. Rồi sau đó chủ ngữ đọc từ 3. Được chưa? Trường hợp cuối tiếp theo đó chính là đạo ngữ với câu điện của loại 3. Được chưa? Đạo ngữ với câu điện của loại 3, đạo ngữ như nào các bạn? Quan hát lên đọc. Được chưa? Đó. Hát it not cho thầy nha. Hát it not, nếu mà nó không do. Hát it not been for. Các bạn vui lòng luôn lại vỡ. Coi lại thầy, đạo ngữ câu điện của loại 3. Được chưa? Phòng đó có thể thầy nghĩ năm nay cũng ra thi rồi đó. Được chưa? Nó anh đi đạo ngữ với trường hợp nào các bạn? Nó anh đi có cái sùng đầu hay sao? Nó đi đầu hay sao? Các bạn nên nhớ là chỉ đối với cái trường hợp thầy dạy các bạn đó, đối với những cái only after rồi sau đó on not until only when thì nó mới đạo ngữ với sau thôi. Được chưa? Đó, còn đại đa số là nó đạo ngữ đầu thôi. Nhớ thầy nhé bạn. Đó, chỉ có gọi là not until, only after, only when thì đạo ngữ với sau. Còn đa số là nó sẽ đạo ngữ với đầu. Được chưa? Đó. Rồi trường tiếp theo nữa đó chính là gì? Mặc dù. Đúng không bạn? Mặc dù nó chỉ hai trường hợp mặc dù, đúng không? Thầy nhớ thầy cho bạn dạy các bạn mặc dù. Đó chính là đối với cái trường hợp mà as though, đúng không? Đúng rồi, đạo ngữ mặc dù như thế nào bạn, các bạn nhớ lại cho coi. Đạo ngữ mặc dù là tính từ trước hay as though trước? Tính từ trước thầy. Được chưa? Đó, kêu ví dụ như mặc dù tôi mệt, although I am tired, thầy sẽ đảo lại thành gì? Tired as am I hay I am? Có đảo có chủ ngữ to be không? Không. Các bạn cũng thầy dạy như các bạn thầy nói rồi các bạn, cho nên thầy nên cho nên thầy nói các bạn là phải coi lại kỹ rồi thì nó ra cái là mình biết mình làm luôn. Được chưa? Là tính từ s hoặc là do rồi sau đó là gì?
có đạo ngữ không, có đạo ngữ chủ ngữ và động từ không? Không. Cho nên là s thật xin lỗi, tired s i m hay tired tired s m i s i m thầy, hoặc là tired though i am được chứ bạn. Đó, còn gì mà đạo ngữ cũng là mặc dù đúng mặt, các bạn nhớ thầy coi. No matter, đúng không? No matter how tired am I? Đúng, thật xin lỗi. No matter how tired I am. Hồi nãy thầy nói bạn hôn no matter how chưa? Mặc dù mặc chó y chang vậy thôi. Và chỗ đạo ngữ cùng đó chính là chữ such. Được chưa? Đạo ngữ có such thì phải gì đây? Such rồi be rồi sau đó chủ ngữ với sau con đắp. Được chưa? Còn so đối với chỗ so thì mình có đạo ngữ các bạn. Mình sẽ đạo ngữ bằng tính to be rồi sau đó là ổn lên xí. So adjective chủ ngữ con verb. Được được rồi. So in. Lộn. Cái này phải có đạo ngữ các bạn. Thầy nhầm. Thầy nhầm hồi nãy thầy lộn đối với cái trường hợp mà s đô, thầy nhầm. Cái này phải là gì? Be. Rồi sau đó là chủ ngữ, thầy lộn với chữ s là chữ đô. Hồi trước thầy dạy mấy đứa là phải be lên trước rồi chủ ngữ mà, mấy đứa không chịu chắc thầy. Sửa lại thầy, đúng rồi. Phải là đạo ngữ với sâu thì quăng to be lên trước luôn thầy, được chưa? Bởi vì mấy cái đạo ngữ nó rất là dễ quên, dễ lộn. Các bạn vui lòng là coi lại kỹ cho thầy. Câu đó là câu ngữ pháp khó nhất, nhưng mà chắc chắn các bạn làm được. Rồi nhớ đảo lại thầy nha. Bây giờ thầy cho ví dụ là gì? Tôi rất là mệt cho nên tôi đi ngủ. Quá khứ đi. So tired was I, chứ sao am I quá khứ mà. Đó, tôi đi ngủ luôn, hiểu các bạn? Đó, không được là so tired am what? I was, phải so tired was I. Được chưa? Rồi, làm thầy bài đọc lỗ Oxford University. Trường Đại học Oxford. Rồi, Trường Đại học Oxford. Cái trường mà nó 80 cây từ London. Rồi các bạn là từ London, các bạn đến trường đó là mất 80 cây. Rồi, là một trong những cái ngôi trường mà nó lâu đời nhất trên thế giới. Các bạn nhớ qua nọc sau đó số nhiều các bạn ha, qua nọc số nhiều. Rồi, nó được gì đây? Nó đã được thành lập. Dạ rất nhiều là cái establish. Rồi establish nó dùng thứ mấy? Ở tiếng thứ 2, thiết lập, thành lập. Đồng nghĩa cái gì thiết lập, thành lập các bạn? Set up hoặc là gì? Founding, đúng không bạn? Đó, là nó được thành lập vào giữa thế kỷ thứ 12. Các bạn nhớ là giữa thế kỷ thì đi theo dưới từ in các bạn. In the middle of. Nhớ lại in the middle of nha. Được chưa? Đó, nhưng mà đối với trường hợp là giữa đêm là gì các bạn? At midnight, at midday cho thầy nha. At midday, at midnight, giữa ngày, giữa đêm là dùng gì at. Được chưa? Còn gọi là in the, phải có in the middle. Được chưa bạn? Đó. Và thế kỷ thì dùng dưới từ các bạn. In on the end. Thế kỷ dùng in on the end. Trong thế kỷ thứ 21 là on the 21st century hay là in 21st century hay là at. In, các bạn nhớ năm thế kỷ là phải in thưa thầy. Được chưa? Năm thế kỷ là in, ngày là gì? On, giờ là gì? At. Nhớ thầy nha, đó. Rồi. Nó đã được thành lập vào giữa thế kỷ thứ 12 là lâu lắm mới đó. Rồi, và nó đã là gì? Là một cái gì quan trọng các bạn? Là một cái, một cái sensor, là một cái ở trung tâm học vấn mà nó quan trọng kể từ đó tới đấy. Ever since, kể từ đó tới đấy. Rồi, the university, cái trường đại học nó not one building là gì? Cái trường đại học đó nó như đó các bạn. Is not one building. Building là gì? Cái bạn one là một nè. Building là gì? Thì cái trường đại học nó không phải là gì? Một cái tòa nhà lớn. Được các bạn? Đó, bởi vì các bạn nên nhớ là trường Oxford nó không phải là một cái tòa nhà lớn. Được chưa? Rồi các bạn vô học nó tách ra nhiều cái trường khác nhau. Được các bạn? Đó. Rồi, nó không phải là một cái tòa nhà lớn gì mà cái trường này nó không được xây là như nào các bạn? Các bạn phải phân tích kỹ thầy quan nó một cái đây gì mà xây trong trường hợp này. Rồi, cái trường đại học nó không phải là một cái building lớn, nó không phải là một cái tòa nhà lớn. Consist of là gì vậy đó? Là gì? Bao gồm. Nó không phải là một tòa nhà lớn mà nó bao gồm 39 những cái trường đại học khác, một cái trường khác. Được chưa? Thì rõ ràng hai cái vế này nó như thế nào? Nó không phải là một cái tòa nhà lớn mà nó bao gồm 39 tòa khác nhau. Được chưa? Thì con này chọn gì mới đó quá dễ.
However, therefore, so both thôi, quá dễ luôn, chọn thằng của gì? Mà thì mấy đứa có hai cái câu này nó như nào mấy đứa? Nó trái cùng nhau thì chọn gì? Bố hay hào vợ? Có chọn hào vợ không? Thôi đừng có ngựa ngựa qua mà hào vợ các bạn ha. Thì chỉ có chọn bố thầy thôi, được chưa? Cái này là mà đó, mà trong nhưng mà đó. Các bạn nhớ, but. Vị trí của bot sau với phải, bot sau á là nó sau với phải, được chưa? Hoặc là nó đứng đầu câu, được chưa? Là không có dấu phẩy luôn nha, và không có dấu phẩy, viết thẳng luôn, được chưa? Không có dấu phẩy. Rồi còn chữ however nó đứng giữa đâu các bạn? However đứng giữa đâu? Dấu chấm và dấu phẩy however nè, hoặc là gì? Giữa hai dấu phẩy và giữa gì nữa? Dấu chấm phẩy và dấu phẩy. Được chưa? Đó, nhưng mà thường thầy sẽ nó however nó sẽ ra trường hợp này, đứng đầu câu có dấu phẩy hoặc là đứng giữa hai dấu phẩy. Còn bớt là gì? Không có dấu phẩy ở phía sau nhưng mà nó sẽ có dấu phẩy ở phía trước. Được chưa bạn? Đó, nhớ thầy, dấu hiệu của chữ bớt và chữ sau. Tương tự đối với trường default đó các bạn, tương hợp trường default thôi vì vậy. Được chưa? Rồi. Nó không phải là một cái building mà nó bao gồm 39 cái building khác. Và nhiều trong số những cái building này, nhiều trong số những cái trường này thì nó rất là lâu đời và nó rất là đẹp, được chưa? Và nó nổi tiếng về cái gì đây? Nó nổi tiếng về cái squat, cái khoát các bạn có quan tâm, cái khoát của nó, được chưa? Một cái khu vực gì đây? Một cái khu vực có gì các bạn? Khu vực mà nó có gì đây? Có cỏ và cây bao quanh cái trường mà nó được xây đó, được chưa bạn? Đó thì hiểu hôm nay là xung quanh những cái trường đó thì nó sẽ có cây cối rất là nhiều, hiểu hôm nay như vậy thôi. Rồi mà đây hỏi đi, có rất là nhiều các bạn, có rất là nhiều competition, có rất là nhiều gì cuộc thi đấu làm có đâu nha, cái sự cạnh tranh chứ sao mà cuộc thi đấu, ngoài mang nghĩa là cuộc thi đấu nó còn mang nghĩa là cuộc cạnh tranh. Các bạn nhớ cuộc thi đấu thì có đếm được không? Được, nó đếm được, cho nên là nếu mà có nhiều cuộc thi đấu thì phải là số nhiều thân hẹn, hoặc là nếu mà thân hẹn số nhiều phải là dùng DE chứ không dùng DE, các bạn hiểu không? Còn cái sự cạnh tranh, cái tính cạnh tranh còn đếm được không? Không, cho nên là dùng DE các bạn hiểu không? Không được, cho nên không thân hẹn, được chưa? Có rất là nhiều cái sự cạnh tranh để get in Oxford là gì? Có rất nhiều cạnh tranh để làm gì đấy? Đoán đi các bạn, để nhập học, để vào học cái trường đó thôi các bạn. Hồi trước thầy dạy các bạn get into the habit là gì? Bắt đầu có thói quen, nhưng mà đối với trường get into a school là gì? Vào trường học với ông đồng nghĩa với enter thôi, được chưa bạn? Enter a school đi chăng như enter thôi, được chưa? Đó rồi get into rồi và ở đây và cái gì đó là có rất nhiều sự cạnh tranh để đi vào cái trường đại học đó, và cái gì đó based on là gì, và nó dựa vào cái gì đó bạn? Nó dựa vào cái kết quả của cái gì, kỳ thi các bạn? Kỳ thi đầu vào, đặc biệt các bạn nhớ entrance examination đó chính là kỳ thi đầu vào nha mấy đứa. Entrance examination là kỳ thi đầu vào. Rồi và cái gì đây các bạn? Cái gì đó mà nó dựa vào cái kết quả của quyền như đầu vào. Cái câu này thì kiểu như là các bạn mà học năm lớp 11 á, các bạn đã gặp. Ai mà nhớ năm lớp 11 các bạn sẽ chọn được câu này. Câu này chọn gì? Lũi, tôi biết sao giờ ai sẽ nói lũi. Câu này chọn thầy câu B, admission, được chưa? Đó chính là cái sự nhận vào, được chưa? Cái sự nhận thế, sự nhận học sinh đúng không ạ? Sự nhận vào với sự nhận học sinh, được chưa? Ví dụ đúng không? Trường hợp là các bạn chuẩn bị vô trường nào đúng không? Nhưng mà trường đại học đó, cái the admission nó chỉ có khoảng 500 sinh viên thôi, được chưa bạn? Là họ chỉ nhận đúng 500 sinh viên chứ không nhận thêm nữa, đó gọi là cái admission, được chưa? Đó cái việc nhận vào, sự nhận học sinh, được chưa? Và câu này nói là gì? Có rất nhiều sự cạnh tranh để vào trường Oxford, và cái việc mà số lượng học sinh vào đó thì nó dựa vào kết quả của kỳ thi đầu vào đặc biệt, một kỳ thi đặt đầu vào đặc biệt, được chưa bạn? Đó rồi phải thi trước rồi mới vào được các bạn. Rồi tiếp tục câu số 45, cái trường đại học ở những cái trường đó thì nó provide halls of residence for the student là gì bạn? Các bạn thầy dạy các bạn chữ resident chưa? Student resident trước khi thầy dạy các bạn là gì? Người dân, cư dân đúng không? Vậy resident mà bỏ tên mà cờ sơ là gì? Residence đó là người, được chưa? Resident là gì?
cái nơi ở thôi, được chưa bạn? Đó, resident là người lưu trú ở đó, được chưa? Còn resident là cái việc ở thôi, được chưa? Cái nơi ở thôi. Chữ thầy dạy các bạn chữ home, chữ home là gì? Bữa nói rồi là gì? Là gì? Cái hành lang hoặc là cái hội trường, đúng không? Thầy nói các bạn chữ home như vậy rồi, đúng không? Vậy bạn suy luận thầy đi, là cái trường này nó cho gì đây? Các bạn hãy đọc hết đi, các bạn coi nè. Thì các bạn có thể suy luận được gọi là home of residence for student là gì? Cái trường nó cho cái gì đó cho học sinh, đúng là gì? Mặc dù cái gì đó prefer to stay là gì các bạn? Thích ở cái gì đó hơn, được chưa? Thích ở gì hơn các bạn? Rented accommodation là gì? Từ vòng dạy dạy hết rồi, không có từ vòng nào không dạy luôn. Accommodation là gì? Nơi ở, đúng không? Thì các bạn có thể suy luận phía trước là nơi ở gì nữa, được chưa? Đó, rented là gì? Cho thuê, cho mướn, đúng không? Nhưng mà câu này các bạn coi nè, cái trường Oxford á thì nó cho sinh viên như nào các bạn? Cho sinh viên gì? Ký túc xá thôi, đúng không bạn? Hoặc là cái nơi ở thôi, này hiểu nó ra ký túc xá đó, được chưa bạn? Ký túc xá thật ra thì dùng chữ dorm nè các bạn, dorm là ký túc xá, được chưa? Dorm nè, kiểu như cái trường đó là cho ký túc xá. Mặc dù gì đây, mặc dù cái gì đó thích ở gọi là gì bạn? Thích ở gì đây? Thích ở gì hơn? Phòng trọ hơn, được chưa? Kiểu như là cho ở ký túc xá, không biết là có free hay không chưa biết nha, được chưa? À, mặc dù là cái gì đó thích hơn thì bạn chọn đi. Every many must, vậy là ai thích hơn? Ai thích ở phòng trọ hơn? Học sinh, được chưa? Vậy chọn gì? Every là gì? Mỗi học sinh, cái chọn không? Các bạn nhớ nếu là every á thì chỉ prefer phải thêm s, bị mổ là số ít rồi, đúng không bạn? Mổ là số ít rồi cho nên phải thêm s. Còn bây giờ many là gì? Nhiều học sinh. Tạo ra cái này nó không có chữ student nhưng mà người ta được bỏ chữ student đó, các bạn hiểu không? Nó bị rồi gọi là lặp từ đó, cho nên người ta không muốn lặp từ, người ta kiểu như là bỏ student vì phía trước đã có rồi, cho nên nói chữ many là người ta hiểu rồi là nhiều người á, được chưa? Đúng không bạn? Ổn không? Many là mình dùng many dùng mất. Các bạn phải suy luận cái này, nói về học sinh thì chắc chắn là đếm được, thì chọn gì? Many rồi gì nữa, đúng không? Thì chiếc many luôn, được chưa? Thì đối với cái trường hợp là gì? Có rất là ít người, thôi mà xin lỗi, kiểu như là có một số người thích ở gọi là ký túc xá hơn. Một số người chọn gì các bạn? Người đó được không? Đếm được thì chắc chắn chọn là một số, chọn gì? Some hoặc là gì? Gì? Rồi quên luôn, thầy dạy mấy đứa, nói thầy nói mấy đứa rồi. Thầy kiểu như là trong cái đề số 1, ngữ pháp số 1 thầy nói rồi. Chọn gì mấy đứa? Gì? Nhưng mà Orlando chơi. Gì? Sao thầy dạy rồi mấy đứa cũng để ý sao vậy? Phiêu. Đồng nghĩa với some là một vài một số. Đếm được hay không? Đếm được. Đếm được không? Đếm được. Còn a few là gì? Ở đây xin lỗi, a little là gì? A little nó cũng y chang như là some. Nhưng mà đối với trường hợp đó như nào các bạn? Không biết được vậy, xin lỗi, chứ some thì như thế nào đây? Some thì như thế nào đây? Nó chơi đến được hay không được cũng được, được chứ bạn? Nhưng mà nếu đối với trường hợp few là gì? Không có chữ a là gì? Cái này là có một bài nè, còn few nó không chữ a là gì? Rất là ít. Nhưng mà đếm được. Thầy gửi các bạn, thầy dạy các bạn nguyên một mớ gọi là sử dụng. Rồi another, any, rồi few, thầy gửi các bạn chưa? Rồi các bạn để tâm luôn hay sao vậy? Rồi vậy sử dụng thầy little là gì? Là gì? Rất là ít nhưng mà như nào các bạn? Không đếm được. Ủa thầy dạy các bạn chưa? Thầy gửi các bạn video của thầy giải thích các bạn chưa? Đó, đâu có để tâm đâu. Giữa lòi ra này thấy không? Là kiểu như là cố gắng là biết là không biết mấy quỷ này là cố gắng soạn rồi, thì cho sửa rồi mà mấy đứa chịu để tâm làm sao mấy đứa. Giờ viết lại, có thể không phải, có phải mệt thay vì kiểu như trước đó các bạn coi kỹ lại. Rồi, mặc dù là nhiều người là thích ở gọi là phòng trọ hơn. Thầy nói thẳng với mấy đứa đây những kiến thức lớp 6 đó nha, đã biết yếu rồi, kiểu như mấy đứa không chịu cố gắng, chịu coi lại kỹ thì làm sao mấy đứa tiến bộ được. Rồi tiếp tục thầy, học sinh gì đây?
học sinh mà riding through Oxford on their bikes. Là gì các bạn? Học sinh, những người học sinh mà gì đấy? Mà lái xe vô cái trường Oxford bằng gì đấy? Bằng xe đạp. Được chưa? Rồi những cái bạn dress in traditional black academic gown. Gown là gì các bạn? Gown là gì? Là một đầu nghĩa đầu tiên đó chính là đầm dạ hội, nghĩa thứ hai đó chính là trang phục thôi. Được chưa? Gown là đầm dạ hội hoặc trang phục. Đầm dạ hội hoặc trang phục. Đối với cái trường hợp gọi là academic là thuộc về gì các bạn? Academic là gì? Thuộc về học thuật. Vậy những cái trang phục thuộc về học thuật là như thế nào? Những cái đồng phục là kiểu như là để các bạn tốt nghiệp á. Các bạn biết cái đồng phục đó không? Đó, cái đó gọi là academic gown á. Được chưa? Và cái gì đây? Là học sinh mà lái xe đạp tới cái trường đại học Oxford và dress in traditional black academic gown là gì? Là học sinh mặc những cái đồng phục đó. Thì nó là cái gì? Common thì các bạn nhắc lại tính từ mang nghĩa là gì? Phổ biến hoặc là chung. Thì nó là cái một cái gì đó chung ở trong cái thị trấn đó. Một cái gì đó chung các bạn. Chọn thử coi. Một cái cảnh đúng không? Thì cái nào cái cảnh đây? A, B, C, D, cái này cái cảnh. Các bạn nhớ view là gì? Cái cảnh này là phong cảnh từ trên xuống dưới. Thầy nói rồi mà, view là cái cảnh các bạn ở trên cao, các bạn nhìn xuống mới gọi là view. Một cái khung cảnh là cái trước mặt các bạn á, thầy chọn gì? Sight, được chưa? Thầy nói lại cái sight đó chính là cái cảnh, cái khung cảnh trước mặt mình, được chưa? Và chúng ta dạy các bạn catch sight of someone là gì? Catch sight of someone. Someone, something là gì? Là gì các bạn? Ví dụ như là gì? Oh, yesterday I caught sight of your boyfriend at the supermarket là gì? Bắt gặp, được chưa? Bắt gặp. Glance gì các bạn? Glance là gì? Là mình nhìn lướt qua thôi. Là chơi glance là nhìn lướt qua. Rồi, tiếp tục. Oxford, cái trường đại học Oxford đã từng là một cái nơi mà chỉ có người giàu học. Thì các bạn chọn thấy coi, đó chính là chỉ có người giàu học thì chọn gì? Nơi các bạn, cái nơi thì là một nơi các bạn chọn gì đây? Các bạn coi only the rich study, chọn gì đây? Cái này có một cái mệnh đề rồi, có cái mệnh đề thì sẽ chọn gì đây? Which hay là where? Con này sẽ chọn gì các bạn? Nơi mà chọn gì? Where, được chưa? Đó. Con này nó which sẽ chọn gì đây? Nếu mà which sẽ chọn gì? In which mới đúng. In which nó mới đúng các bạn ha. Được chưa? Mà trong trường hợp này thì phải nó có in cho nên là chọn where, được chưa? Đó. Hoặc là at which cũng được. At which thầy nghĩ at which sẽ đúng hơn chứ không phải in which. At which. Rồi, hết rồi thôi, đọc rồi, làm đề mới rồi. Rồi các bạn cho thủ lẹ làm thầy đi. Rồi, tôi lẹ các bạn luôn ha. Còn tiếng thôi. Rồi, có rất là nhiều từ vựng nha. Bây giờ các bạn cứ gọi là viết ở trong tờ giấy này. Về vậy các bạn tổng hợp, các bạn học lại thầy lẹ nha các bạn. Rồi, câu số 1. As I told you là gì? Như tôi đã nói với bạn. Tôi không gì đây? On good terms sẽ vậy rồi. On good terms là gì? Tôi không có mối quan hệ tốt với anh trai của tôi. Được chưa? Như tôi đã nói với bạn, tôi không có một cái mối quan hệ tốt với anh trai của tôi. Và tôi luôn luôn gì đây, cố gắng gì đây, giữ khoảng cách với anh ấy, distance người gì đó với gì đó, giữ khoảng cách. Thầy chưa bạn, đó, nhớ thầy distance nha. Distance đó chính là khoảng cách, còn động từ là giữ khoảng cách. Được chưa, là không muốn gọi là dính líu tới ai đó. Được chưa, tách xa. Rồi, và tôi luôn luôn cố gắng là giữ khoảng cách với anh ấy. Nhưng mà trái tim của tôi nó sinh là như bạn quá khứ. Sen là quá khứ gì? Sinh là gì các bạn? Nói gì? Ủa sinh là gì rồi mà chữ sinh mà cũng biết luôn hả mấy đứa? Sinh là gì? Không biết luôn hả? Chìm. Vậy trái nghĩa với chìm là gì? Nổi là gì? Float, đúng không? Đó, trái nghĩa với sinh đó chính là float.
Rồi, vậy mấy đứa coi trái tim của tôi mà nó gọi là nó lặn là như thế nào? Lặn là đi xuống hay là như nào? Trái tim như nào các bạn? Nó như nào? Nó thắt lại, được chưa? Trùng lại, đúng không bạn? Thắt lại, trùng lại, trùng lại đi xuống gì nữa? Được chưa? Là mình buồn á. Ok, nhưng mà bởi vì đầu tiên là gì? Là không muốn quan hệ tốt và kiểu như là giữ một cách đó phải. Nhưng mà kiểu như trái tim của tôi thắt lại, trùng lại khi mà tôi nghe rằng là ở đấy đây có một cái tai nạn như nào đấy. Horrific là gì? Một cái tai nạn nó horrific đồng nghĩa với horrible là gì? Ở kinh khủng thôi, là một cái tai nạn nghiêm trọng đó. Được chưa? Là tôi nghe rằng anh ấy là có một cái tai nạn nghiêm trọng ở đâu? Ở đó làm việc, lúc làm việc các bạn nhớ Edward, các bạn nhớ Edward. Được chưa? Nhớ là Edward nha. Horrific accident. Hồi trước thầy dạy, nhưng mà tôi nghe rằng hồi trước thầy dạy các bạn có hai cái loại nghe chưa? Đầu tiên là gì? Gọi là nghe từ một nguồn tin đáng tin cậy, lớp mình ai nhớ không? Một nguồn tin đáng tin cậy là kiểu như là người thông báo ở đó này nào, kiểu nghe từ nguồn tin đáng tin cậy là gì? Hear from. Đúng rồi, đó ổn là bạn học nó bạn, cho nên bạn nhớ bạn. Hear from the horse's mouth, được chưa? Nghe thì gọi là cái miệng của con ngựa, đúng không bạn? Đó ta dạy các bạn rồi đó, được chưa? Đó chính là nghe từ nguồn tin đáng tin cậy dạy nhiều lần rồi. Và thứ hai đó chính là nghe phong phanh là gì? Nghe từ cái nhành gì các bạn? Hear from the grapevine, đúng không? Đó, bạn nào học bài là các bạn biết, là các bạn lên tiếng thì chắc chắn là các bạn có học bài rồi. Đó, thành ngữ rất nhiều mà các bạn không học thì làm sao các bạn nhớ? Khi phong grapevine là gì? Ở nghe phong phanh, được chưa? Đó, rồi. Tiếp tục, là tôi nghe rằng là anh ấy có một cái tai nạn nghiêm trọng lúc mà làm việc. Công việc của anh ấy thì như nào đây? Reward đi, thầy nói rồi là gì các bạn? Công việc của anh ấy xứng đáng là kiểu như là có nhiều lợi, kiểu như là cho anh ấy nhiều lợi nhuận, được chưa? Cho anh ấy nhiều lợi ích. Được chưa? Công việc anh ấy có một công việc tốt, hiểu ra là như vậy. Công việc của anh ấy tốt. Yes, dangerous là gì? Nhưng mà nguy hiểm. Anh ấy cái gì đó, has gì đó home, lots of money. Cái gì nhà, nhiều tiền. Cái này một cái động từ đơn giản thôi bạn, cái nào phải idiom đâu. Anh ấy cái gì đó nhà, nhiều tiền để giúp gia đình, gọi là hỗ trợ gia đình đó. Mang về nhà đúng không bạn? Mang về nhà nhiều tiền thì chọn gì mang về nhà thôi. Bring hay là take? Take với bring đều là mang đúng không bạn? Vậy chọn cái nào, bring hay take? Thì có lẽ phải chọn bring. Cục ba của nó là brought. Được chưa bạn? Đó. Tại sao? Hồi trước thầy đã dạy các bạn đó chính là take, ví dụ take the umbrella with you chứ. Là gì? Nhớ đem theo, ví dụ cái này cũng bring cũng là mang. Vậy sự khác biệt giữa bring và take là gì? Các bạn biết không? Các bạn nhớ là gì? Take là đem đi hay đem về? Nhớ đem theo dù nha, là đem đi đem về. Đem đi. Được chưa? Còn bring là đem gì? Đem về. Nhớ thầy các bạn, cái này đem đi đem về. Đem về nhà thì chắc chắn là bring rồi. Được chưa? Đó, nhớ thầy. Take là mang theo. Được chưa? Mang đi. Còn gọi là bring là mang về. Được chưa? Các bạn nhớ đó, có trường hợp là take gì đó with you á. Được chưa? Bring là mang về. Vậy đó các bạn hát gọi là mang tiền gì cho mẹ, chọn take hay bring? Bring. Được chưa? Đó. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang cuộc tiền về cho mẹ. Là mấy đứa là kiểu đi thi là mấy đứa phải đem gọi là điểm 9 điểm 10 về cho mẹ, chứ đừng mang cuộc tiền về cho mẹ nha mấy đứa. Các bạn với chị Livon nha, Livon kiểu như là để sống đó, được chưa? Rồi, since then, kể từ đó thì tôi nhận ra rằng là tôi thật sự gì đây, got my why. Các bạn bỏ cái D lên thầy, why bỏ D đi. Bởi vì kiểu như là ban đầu là không thích anh trai mình, nhưng mà bởi vì anh ấy cũng mang tiền về cho gia đình của mình. Và kể từ đó là tôi nhận ra là gì các bạn? Là tôi thật sự gì đây? Cross, bữa thầy dạy các bạn cross purpose, thầy dạy các bạn chưa? Thầy dạy chắc lớp mình chẳng ai nhớ đâu, mới như tuần trước là những cái mục đích mà nó cross là như thế nào? Thầy gửi cho thầy dạy mới đứa chứ trái hiểu lầm đúng không? Bữa thầy nói các bạn rồi. Vậy đối với cái trường hợp các bạn học thêm này, chính là get my why. Cross cũng là hiểu lầm luôn, hiểu lầm hoặc là không hiểu ý nhau á. Là chưa, get my gọi là why cross, hiểu lầm. Why hoặc là cái dây điện các bạn, cái dây điện mà nó khóa là gì, nó chồng chéo lên nhau, được chưa? Là nó rối bời, là không hiểu đó, được chưa? Hiểu lầm. Kể từ đó là tôi nhận ra là tôi chỉ hiểu lầm cái chuyện hiểu lầm anh ấy thôi. Và đây tiến sử của anh ấy thì lại tệ hơn cái tên họ, tệ hơn cái cắn của anh ấy là như thế nào các bạn? Các bạn coi đi, là tiến sử của anh ấy tệ hơn cái cắn của anh ấy. Các bạn thì tưởng tượng là con chó sủa với cắn, các bạn coi nè, tiến sử của anh ấy tệ hơn là như thế nào? Tiếng sủa của nấy tệ hơn cái cắn của nấy.
đang, cái này đang tích cực tiêu cực, bởi vì ban đầu là mình không thích, nhưng mà kiểu như bắt đầu là mình nhận ra là anh mình đã gọi là nhờ hiểu lầm đấy, và tiến sủ của đấy thì lại không gọi là tiến sủ của đấy là tệ hơn cái cắn của đấy là như nào, đang tích cực tiêu cực, nó phải tích cực rồi, vậy tích cực là như nào, nó ít là nhiều hả? Các bạn hiểu nó ra kiểu như là gì, các bạn vậy tưởng tượng con đậu đi, nó sủ rất nhiều đúng không, được chưa, nó sủ rất nhiều nhưng mà nó bây giờ cắn mấy đứa không nào, được chưa, là kiểu như là như nào, nó giữ như vậy thôi, chứ kiểu như là mấy đứa kêu nó lại mà kiểu sờ sờ giống như bạn đang nè, kêu nó lại thì nó rất là ngoan, hiểu các bạn, nó chỉ sủ như vậy thôi chứ thật rồi chứ nó như nào, nó rất là dễ thương, được chưa bạn, thật sự mấy đứa chơi nó nhường nó dễ thương lắm á, được chưa. Rồi thì bạn hiểu nó là gì, là kiểu như là thấy người đó như vậy thôi chứ anh ấy thật sự không có ý đồ xấu, được chưa bạn, đó ok. Thì bởi vì trong tiếng Việt nó không có một cái câu nào mà thật sự là nó sát nghĩa, để cho nên là phải diễn giải nhiều ra, đó chính là gì, à, người đó kiểu như là như vậy thôi nhưng mà họ không có xấu xa gì đâu, được chưa bạn, đó thì các bạn diễn giải theo cái cách nghĩ của bạn, được chưa, đó biết bảo thầy cụm này rất là phổ biến đó các bạn, his bark is worse than his bite. Để nói lại, đó chính là giống như đúng với trường hợp các bạn thì nhìn mặt mà bắt hình dông đó, được chưa, là kiểu như là cứ ngoại hình là anh ấy xâm trụ rất nhiều, cứ nghĩ là anh ấy rất là dữ, được chưa, nhưng mà thật sự anh ấy rất là hiền, ai mà biết được đúng không các bạn, đó. Rồi tiếp tục câu số 2. Rồi câu số 2. On the surface, tại vì các bạn cái thầy đã nói các bạn chữ surface rồi, đó chính là surface là gì? Cái bề mặt. Ở trên cái bề mặt thì thấy dường như là một cái người đàn ông rất là thành công. Các bạn đó đi, ở cái bề mặt mà nó dường như thành công, các bạn đó là gì? Bề ngoài, được chưa? Bề ngoài, được chưa? Cái này có thể là nghĩ đen là ngoại hình, hoặc là nghĩ bóng các bạn ha, được chưa? Đó hoặc là hình thức á, hình thức bên ngoài á, thì thấy dường như là người rất là đàn ông thành công. Nhưng mà bạn có biết rằng anh ấy đang ở trong một cái góc gì đó ngay bây giờ, kể từ ngày mà anh ấy gì đây, get involved in, thầy nói với bạn get involved in là gì? Dính líu tham gia đúng không? Kể từ khi anh ấy kiểu như liên quan, dính líu tham gia liên quan nha các bạn. Đó thì chỉ là đối với tiêu cực thì là liên quan đi. Kể từ khi anh ấy liên quan tới một cái scandal, các bạn khỏi còn biết gọi là sexual harassment cũng được, được chưa? Nhưng mà hiện tại cứ biết là scandal trước đi, được chưa? Đó ok. Rồi đây đây. Now his fans turn their back on him, là các bạn, là anh ấy kiểu như đang bị dính scandal nè. Bây giờ thì fan hâm mộ của anh ấy như nào các bạn? Quay lưng lại với anh ấy, được chưa? Sau là quay nè, back là lưng đó, được chưa? Người hâm mộ gọi là quay lưng lại anh ấy và nó gì đây? Sir Simroy là nói gì đây các bạn? Là anh ấy, bởi vì anh ấy kiểu như là các bạn phải học cái thầy kiểu sexual harassment, đó chính là gì bạn? Quay rối tình dục, được chưa? Nhớ thầy. Sexual harassment đó chính là quấy rối tình dục á. Một gọi là một cái nghệ sĩ ở Việt Nam mình quấy rối tình dục, mấy đứa biết ai không? Mình béo đó, sexual harassment đó, mà kiểu như là quấy rối thuộc mấy đứa con nít con trai nó chết chứ. Mình béo. Mình béo là cái ông bạn béo béo tình Minh á. Rồi, nhớ lại sexual harassment đó chính là gì các bạn? Quấy rối tình dục. Rồi, kiểu như bây giờ đây, fan hâm mộ quay lưng đấy, thì các bạn nghĩ cái việc đó nó có đáng không? Đáng. Này chưa, thì suy luận thầy, it's Sir Simroy đó chính là anh ấy đáng. Này chưa, người đó đáng. Này chưa? Đáng cái này là nó tiêu cực, tích cực các bạn. Đáng là tiêu cực đó, đối với tiêu cực nha. Còn nếu mà xứng đáng mà tích cực là gì? Deserve. Hiểu không ạ? Còn này là tiêu cực đó. It serves someone right, kiểu như là người nào đó kiểu như là đáng chịu cái tiêu cực đó. Được chưa? Đó. Người nào đó kiểu như xứng đáng chịu cái sự tiêu cực đó. Đó ví dụ nó giết người thì kiểu như là nó bị chung thân hay là nó bị tử hình thì nó it serves him right thôi, được chưa? Rồi, bạn có thể cái gì đó rumors online. Cái này câu phrase đó các bạn ha, bạn có thể gì đây rumors online, bạn rumor là cái gì? Cái tin đồn, bạn có thể cái gì đó tin đồn ở trên mạng, bạn có thể gì tin đồn ở trên mạng các bạn. Thử thôi, con làm thử câu này nha, thầy nghĩ câu này các bạn có thể làm được. Look over là gì?
về điều tra, nó phải looking tool là điều tra, looking tool là điều tra, look over là gì? Ôi cha, rồi xong phim luôn, nó dạy đi dạy lại hoài rồi, giờ nó cũng ngớ người ra, look over là gì, xong luôn rồi. Rồi lúc mình ai nhớ look over là gì ha? Đó, thằng biết, nó chưa chọn này đi. Full through là gì? Ở thất bại vậy như năm rồi, con C put over là gì? Put over to the side of the road là gì? Put over to the side of the road là gì mấy đó? Con xong cũng vậy rồi mà cũng quên quên nữa là sao chơi? Đâu phải put over thành công em. Put over to the side of the road. Tắt vào lề. Trời ơi là trời. Đó đều khi nó ra những câu còn dạy không rồi mà giờ mấy đứa không biết thì làm sao mấy đứa làm đấy, thấy mấy đứa uổng không? Kiểu như giả bộ mình không biết câu này nó nghĩa là gì, giả bộ A, B, C, D. Có một câu mình không nghĩa mà ba câu kia biểu nghĩa là mình đã chọn được rồi. Hiểu không ạ? À? Rồi câu đây check out là gì? Rồi kiểm tra. Rồi chưa thì các bạn chọn đi, A, B, C, D chọn đi. Mày đã chọn gì? Look over là gì mấy đứa? Trước khi mày đứa thi thì mấy đứa phải look over kỹ lưỡng là gì? Mấy đứa phải ôn lại, mấy đứa xem lại, mấy đứa lục soát. Nó vậy rồi. Look over đó chính là ôn lại, lục soát. Được chưa? Quan vào, bạn có thể lục soát, bạn có thể gọi là ôn lại những cái gọi là cái lời đồn ở trên mạng, ổn không? Còn như ôn lại lời đồn là gì, cái gì là gì mấy đứa? Thì ôn lại lời đồn là cái gì? Rồi thì con này đúng chứ, bạn chọn cái gì? Câu C hả? Yeah. Câu D, check out là mình xem, mình coi, mình kiểm tra. Được chưa? Check out là xem, con chỉ check là kiểm tra nè. Có chỉ check ngay đây cái mình chọn đúng rồi. Check out. Đối với trường các bạn gọi là check out trong khách sạn là như thế nào ạ? Có bao giờ nghe check out trong khách sạn không? Chứ chưa nghe cách check out khách sạn hả? Check in check out chưa nghe luôn hả? Mấy giờ mày check out khách sạn? Chưa nghe luôn hả mấy đứa? Check in ở sân bay là như thế nào? Nói chung check in ở sân bay các bạn hiểu rồi đúng không? Được chưa? Rồi check in ở khách sạn là gì? Là mình tới làm những cái thủ tục nhận phòng. Được chưa? Dùng check out là gì? Làm thủ tục trả phòng. Đơn giản vậy thôi. Được chưa? Ai chưa biết biết nào? Check in là làm phục vụ nhận phòng, còn check out là nhận là làm thủ tục trả phòng. Mấy đứa không đi khách sạn, không đi resort này nào, không biết mấy điều đó hả? Nhưng mà ít nhất cũng phải nghe check out check in chứ. Mấy giờ mày check out? À nơi 12 giờ là bên mình check out, coi như có gì anh chuẩn bị đồ nè, để 12 giờ check out nha anh. Đó. Check out, check in. Ôi chà. Những cái đơn giản bây giờ mấy đứa cũng không biết luôn. Rồi tiếp tục. Tập tiếp nè, citizen là ai? Cư dân mạng, cộng đồng mạng là để gì đó, bạn đã bàn về cái chuyện đó như nào đây? Cư dân mạng đã bàn về cái chuyện đó như nào các bạn? For donkey's years là gì? Đã rất là gì đấy? Đã rất là lâu rồi. Được chưa? Khoảng thời gian rất là lâu rồi, kiểu như là bữa giờ cứ nói về cái chuyện đó. Được chưa? Là dân cư mạng cứ truyền tay nhau về cái chuyện đó rất là lâu. Được chưa? For donkey's years. Các bạn nhớ donkey là con gì? Con lừa á. Được chưa? Năm của con lừa là như nào? Thì các bạn nhớ donkey's year đã đồng nghĩa với for a long time là, hoặc là đồng nghĩa với gì mà for long time bạn for gì? For gì cũng là for a long time, một từ phía sau hết. For ages, đúng không? Đó rất là lâu đó. Rồi, cư dân mạng kiểu như là cứ bàn về cái vấn đề đó rất là lâu rồi. Và tôi ai bet là gì? Tôi cá là cái sự nghiệp của nãy sẽ gì đây? Sẽ cái gì đó? From now on là gì? Ngay bây giờ, kiểu như from now là gì? Kể từ nay trở về sau. Thôi chứ bạn, from now là kể từ nay trở về sau. Rồi, tôi kể là sự nghiệp của đấy, các bạn đó thì sự nghiệp của anh ấy như nào đấy? Sự nghiệp của anh ấy như nào? Sụp đổ hoặc là dưới thô, các bạn nhớ be thô là gì? Kiểu như là sắp toi, sắp chết, sắp ngẫm rồi. Nhớ này, toast là sắp toi, sắp ngẫm. Nhớ này nha, toast. Câu này thầy coi những cái chương trình ở bên nước ngoài hoặc là những bộ phim người ta dùng cái show rất là nhiều.
Oh, you are toast. Ví dụ như là gì? Rồi, mày làm bể cái bình hoa quý của mẹ rồi. You are toast. Mày chết rồi con. Được chưa? Là tiếng Việt mà mày chết rồi con là chết sâu á. Được chưa? Rồi. Tiếp tục câu số 3. You can easily tell that. Là bạn có thể dễ dàng gì đây? Tell là nói hả? Thấy rằng. Nhận ra phân biệt. Rồi cái bạn chỉ xem thầy nói các bạn rồi. Thấy hoặc là nhận ra phân biệt. Bạn có thể dễ dàng thấy rằng là mặc dù là họ là gì các bạn, họ là twin là gì, anh em sinh đôi, được chưa? Identical là gì? Giờ mà chữ identical mà mấy đứa cũng không biết, mấy đứa sao kỳ vậy, cũng lý nhí một hai người nói là sao? Identical là gì? Ờ, giống nhau. Trời ơi, gọi là anh em là đã giống nhau, ủa tại sao thêm chữ identical vô là sao? Các bạn trước giờ các bạn học sinh các bạn nghe gọi là sinh đôi cùng trứng hoặc sinh đôi khác trứng không? Sinh đôi cùng trứng là như thế nào? Là sinh đôi cùng trứng là hai đứa giống nhau y chắc luôn. Được các bạn. Còn sinh đôi khác trứng là như thế nào? Các bạn, sinh đôi cùng trứng là gì? Là hai con tinh trùng là nó vào chung một cái trứng thì nó giống nhau. Được chưa? Còn khác trứng là gì? Là hai con tinh trùng nó đi vào hai cái trứng khác nhau. Cho nên là hai đứa sinh ra có giống nhau không? Hai cái trứng khác nhau thì làm cho giống nhau được. Hiểu không mấy đứa? Đó gọi là sinh đôi khác trứng. Và sinh đôi khác trứng là gì phải biết. Được chưa? Rồi. Bạn có thể dễ dàng nhận biết rằng mặc dù là họ là anh em sinh đôi nhưng mà họ có gì đó khác nhau đây. Mặc dù là sinh đôi giống nhau nhưng mà họ có gì khác nhau. Rồi, đọc tiếp. It's easy to explain là gì? Nó dễ để giải thích cái sự khác biệt. Bởi vì Rob thì sinh ra và lớn lên, các bạn nhớ born and raised nha. Rob sinh ra và lớn lên ở Anh. Trong khi Ron thì gì? Brought up là gì? Trong khi Ron được nuôi dưỡng ở Úc. Các bạn nhớ brought up là được nuôi dưỡng các bạn ha. Trong khi Ron được nuôi dưỡng ở Úc thì các bạn qua một đứa thì sinh ra và lớn lên, mặc dù kiểu như là gọi là anh em sinh ra ở Anh, được chưa? Nhưng mà một đứa thì gọi là lớn lên ở Anh, một đứa thì lớn lên ở đâu? Ở Úc, được chưa? Thì mấy đứa coi là hai tụi nó có gì khác nhau? Có gì khác nhau? Anh và Úc nó đều sử dụng ngôn ngữ là gì? Tiếng Anh rồi, thì chắc chắn nó cái gì khác nhau? Cái accent, cái giọng, được chưa? Các bạn nhớ accent là giọng của ngôn ngữ nha, được chưa? Còn voice này là cái giọng của một người, được chưa? Đó, bây giờ anh có giọng trầm, giọng bổng có dùng chữ voice, còn accent là gì? Đó chính là cái giọng của cái ngôn ngữ, được chưa? Chứ tự nhiên tiếng Anh và tiếng ví dụ Anh và Úc thì nó là vô cùng chung ngôn ngữ rồi, thì chơi trên language là chết như mấy đó. Hiểu không vậy mấy đó? Accent đó chính là cái giọng, ví dụ như là gì? Giọng Nam, giọng Bắc, giọng Trung rồi đó, hiểu không? Nó dùng accent, nhớ vô thứ nhất nha. Tiếp tục câu số 4. Câu này khó. Cũng khó lắm, nếu mà các bạn gọi là xem nhiều những câu về idiom các bạn sẽ nhận biết được câu này. He somehow, anh ấy bằng cách nào đó, convince me là gì? Anh ấy bằng cách nào đó đã thuyết phục được tôi. Làm gì đấy? Đầu tư vào cái dự án của nãy. Và tôi đã quyết định gì đây? Là đặt hết tất cả trứng của tôi vào trong một cái gì? Đùi tôi biết sao vậy? Trứng thì đừng ở đâu các bạn? Trong cái giỏ, đúng không? Cái nào cái giỏ? Cái giỏ, cái rổ rồi đó. Thì cái basket thôi, được chứ? Đó, thì chọn này basket. Các bạn coi nè. Anh ấy thuyết phục tôi gọi là đầu tư vào dự án của anh ấy và tôi quyết định là gì? Đặt hết tất cả trứng của tôi vào nó là như thế nào? Kiểu như là gì? Là mình đầu tư hết tiền, mình đầu tư hết công sức, mình dồn hết công sức vào một cái chuyện gì đó. Rồi chứ bạn này nói lại đó chính là gì? Dồn gọi là công sức vào một chuyện gì đó, hoặc là đầu tư hết tiền vào một cái chuyện gì đó. Được chưa? Đó, nhớ thầy. Thầy sẽ cho các bạn một ví dụ, đó chính là gì? Hiện tại đi, là mấy đứa đã có bắt đầu viết nguyện vọng rồi vô đại học rồi chưa? Chưa đúng không? Được chưa? Thì có bạn nào kiểu như là chỉ gọi là chọn một nguyện vọng không? Không. Được chưa? Nếu mà mấy đứa gọi là mấy đứa chỉ chọn một nguyện vọng á, là mấy đứa đang put all eggs in one basket. Hiểu không bạn? Các bạn chỉ dồn tâm sức vào cái việc đó thôi, nhưng mà có đơn không? Không. Được chưa? Hoặc đơn giản cái gì nữa? Đối với trường sau này các bạn đi tốt nghiệp xong, là các bạn muốn có công việc ngay lập tức, thì sẽ có hai option các bạn. Một là các bạn put all eggs in one basket ở một cái nơi, một công ty, hay là các bạn kiểu như là rải hồ sơ khắp mọi nơi.
phải rải hồ sơ khắp mọi nơi chứ, chứ dài gì kiểu như mình chỉ dùng công sức vào một nơi, hiểu không ạ? À? Đó, ok, đó tưởng tượng được ra các bạn ha. Rồi đọc tiếp là gì? Cho nên tôi quyết định kiểu như là đủ dồn tiền vào hết dự án đó. Bởi vì anh ấy nói với tôi rằng cái dự án đó nó như nữa các bạn, thầy dạy các bạn up to his alley rồi là gì? Là sở trường của đấy. Đây các bạn nhớ đó chính là up to someone's alley. Up to someone's alley hoặc là street, nhớ thầy thêm chữ street nữa. Hồi bữa thầy chưa dạy chữ street. Đó, alley là cái hẻm, street là cái con đường. Đây chưa, đó chính là sở trường hoặc là cái gì đó mà người đó thích. Đây chưa, hoặc là người ta đam mê. Được chưa? Đó, ví dụ như là gì? À, thầy rất là thích drawing bởi vì nó là nó up to my alley. Được chưa? Đó là thầy rất là thích vẽ bởi vì nó là một cái sở thích của thầy. Được chưa? Đó hoặc là nó một cái mà thầy rất là thích. Ủa thầy dạy mấy đứa dù là cái gì up to alley chứ mấy đứa. Vậy nhiều rồi nha, bây giờ thêm chữ street nữa thôi. Đó, idiom càng ngày càng nhiều đó nha. Sao không, không ngày nào mình lên thầy không lên mà thầy nhắc cho mấy đứa luôn á. Có mặt quá. Rồi anh ấy nói với tôi rằng dự án này á thì kiểu anh ấy rất là rành về nó, kiểu như anh ấy rất là có lợi thế, được chưa? Và there was no way là gì? There was no way là gì? Không đời nào, là không thể nào mà nó sẽ go to the wall. Thầy từng dạy các bạn go to the wall chưa? Đi vào đường cùng là như nào? Đi vào đường cùng là như là phá sản hoặc thất bại, đúng không ạ? Đó, ok. Và không thể nào mà nó thất bại được, là ảnh gọi là ảnh guarantee, anh đảm bảo mình luôn. Rồi nhưng mà cái lời hứa của nãy như nào các bạn? Thôi nào là gì? Hóa ra thành ra, đúng không? Nhưng mà hóa ra cái lời hứa của nãy như nào các bạn? Đoán đi. Lời hứa của nãy như nào? Nó có giống như là sự thật không? Không, được chưa? Full of hot air. Được chưa? Full of hot air là gì vậy đó? Đoán đi, đang tích cực, tiêu cực. Tiêu cực rồi, được chưa? Thì nó là không đúng hoặc là không chân thật. Không đúng hoặc không chân thật. Full of hot air. Không đúng hoặc không chân thật. Rồi ví dụ như là một cái đề gọi là ngữ pháp, thầy gửi các bạn có up in hot air, đề thi chiều nay các bạn có. Oh my god. Đợi thầy xíu. Rồi vậy mấy đứa có đoán được up in hot air là gì không? Đề thi của mấy đứa trên mạng chiều nay up in hot air là gì? Có biết không? Không biết thì thầy nói lại nha. Cái đề ngữ pháp mà thầy gửi các bạn in ra rồi đúng không? Tối nay xong thầy đó, thầy nói rồi đó. Thầy đã gửi ngày hôm qua rồi, tranh thủ làm thôi. Các bạn xét đồng hồ 90 phút rồi các bạn làm. Bởi vì nó có tổng cộng 70 con, cho nên là xét đồng hồ 90 phút là làm cho thầy nha. Xong trong vòng ngày hôm nay nha, thầy không nói nhiều nữa nha. Phải xong trong ngày hôm nay. Bởi vì còn nhiều bài các bạn. Cứ 2 ngày là sẽ có một bài nha. Bây giờ đâu còn gì để mất nữa đâu, đúng không bạn? Đứa nào mà kiểu như làm trước cái đề mà thầy gửi các bạn là chiều nay là trúng cái câu đó up in hot air rồi. Rồi, bây giờ cái lời hướng của nãy hóa ra kiểu như là không trong thật. Được chưa? Cái điều này các bạn nghĩ đi, anh ấy lừa mình cho nên mình cảm thấy như thế nào? Go up the deep end là gì? Đó chính là mình tức giận thôi. Nên các bạn đó chắc chắn là tiêu cực rồi. Go off thì chiếc em nó chỉ là tức giận, điên máu, được chưa? Đó, tức banh làm ngực, được chưa bạn? Đó, chế là cái việc idiom mà mình chế bằng tiếng Việt của mình cái gì cũng được, tức á. Rồi pocket, pocket là gì mà đó? Pocket là gì? Là cái xô ơi gì? Pocket cái xô chảy, thóc thóc á. Câu a á là cái gì? Cái túi quần, được chưa bạn? Đó, học thêm một cái từ ngữ này đi. Live in each other's pocket. Pocket là túi quần á. Mày sống trong túi quần của tao hay mày biết là mọi thứ. Tiếng Việt mình có túi quần câu thành ngữ đúng không? Nhưng mà tiếng Anh nó có một câu thành ngữ khác với cái túi quần. Live in each other's pocket. Sống trong cái túi quần khác của người khác là như thế nào? Thầy cho các bạn đi vuốt vào bụng là ghê vậy. Đi vuốt vào bụng là kiểu như là hình như là có ở trong cái đề ôn ngữ pháp của mấy đứa đó. Rồi, live in each other's pocket là như nào? Nhưng mà đó cũng là một cách để gọi là bạn suy luận, cũng là một cách mà bạn suy luận. Có thể đúng, có thể sai. May thì mình đúng, gì đó. Rồi, thầy giáo bạn ví dụ nha. Kiểu như là khoảng thời gian đầu á, khoảng thời gian đầu họ mới yêu nhau á, thì họ rất mặn nồng. Và họ gọi là live in each other's pocket. Nhưng mà sau vài tháng, họ kiểu như là gọi là lạnh lùng với nhau và chia tay nhau.
thì họ gọi là live in each other's pocket vào những tháng đầu là như thế nào? Mấy đứa nghĩ đi, là thời gian đầu là mấy đứa yêu nhau thì mấy đứa sẽ như thế nào? Nó như thế nào? Sống vì nhau. Có thời gian yêu nhau thì mấy đứa nghĩ như thế nào? Bởi vì mấy đứa trẻ kiểu như là mấy đứa mới yêu, kiểu như là gì, mấy đứa rất là nồng nhiệt, mấy đứa rất là nồng cháy, mấy đứa dành nhiều thời gian cho nhau, đúng không các bạn? Đúng không? Không nhận không? Đó, nhưng mà kiểu đi dần dần thì như thế nào? Chán, chia tay. Là chưa vậy, suy luận thầy Liên Vinh Xô Tờ Spocket là gì? Là kiểu như là dành nhiều thời gian cho nhau, đơn giản như vậy thôi, được chưa? Dành nhiều thời gian cho nhau, thường đối với thường mối quan hệ đó bạn, dành nhiều thời gian lẫn nhau, biết không? Leaving each other's pocket là dành nhiều thời gian với nhau. Đó. Họ kiểu như là bám nhau đó bạn, bám nhau, dính lấy nhau, được chứ? Có dạng lên, ai chưa yêu? Chưa yêu hả? Đúng rồi, em đừng yêu. Rồi, bất kỳ phần trước thầy dạy bạn cái bucket list chưa? Cái danh sách cái show là như nào? Những cái điều trước khi mà mình ngẫm đúng không? Rồi, tiếp tục câu số 5. Câu này khó ấy, nhưng mà thầy nghĩ các bạn lùi được. The new manager shocked everyone. Là cái người quản lý mới là gây sốc tất cả mọi người. Bởi vì anh ấy gì đây? Poor là gì? Anh ấy gì? Poor là gì? Ôi cha mà ơi, quên luôn rồi trời. Poor là gì? Là đổ thôi, gì đâu trời. Ủa chứ sao vậy? Pouring rain là gì? Mưa như trút nước rồi đó, đổ đó. Anh kia đổ trút rồi đó. Là anh ấy gì đây, anh ấy đã đổ gì đây, đổ tiền xuống, các bạn đó đổ tiền xuống gì đây, xuống gì đó kệ đó đi ha. Thì các bạn đó đi đổ tiền là như thế nào? Là phá tiền á, xài tiền như nước rồi đó. Là gọi là chi rất nhiều tiền, kiểu như là sử dụng rất nhiều tiền, được chứ? Hồi bữa thầy dạy các bạn đó chính là chơi xả láng chứ, đó chính là gì? No expense, spend no expense đúng không? Mà kiểu như là xài hết tiền, xài xả láng, được chứ? Chi rất nhiều tiền cho một sự kiện đó, đó đúng không? Cái vụ bữa thầy các bạn ví dụ đó chính là bộ phim đó, được chứ? Rồi vậy các bạn suy luận thầy pull the money down the drain, drain đó chính là cống rãnh á, được chứ? Là kiểu như đổ tiền xuống hết cống rãnh là kiểu như nào? Là xài tiền như nước, được chưa? Đó, xài tiền như nước. Rồi, bởi vì anh ấy xài tiền kiểu như là khoan, rất là hoang phí. Kết quả là, as a result, kết quả là the board of management là gì? Hội gì đây? Kết quả là hội đồng quản trị. Được chưa? Đã thấy bạn thầy dạy các bạn rồi. Unanimous decision, một quyết định gì đấy? Đồng lòng hoặc là nhất trí đúng không? Đã đưa ra một cái quyết định đồng lòng hoặc là nhất trí, thầy dạy các bạn chưa? Unanimous chưa? Dạy rồi. Risk or unanimous, dạy rất nhiều lần, ôn lại hai lần rồi đó. Đây lần thứ ba ôn lại nè. Và hội đồng quản trị đã quyết định là gì? Nhất trí là gì đây? Sa thải đấy, được chưa? Và gọi là bởi vì sa thải mà, được chưa? Cho nên là gì? Những ngày của nãy ở công ty như nào đây? Và những ngày ở công ty ở nãy như nào đây? Thì kiểu như là gì? Là các bạn đi làm ví dụ kiểu như là quyết định là sa thải nãy thì có thể là không hẳn là sa thải ngay lúc đó. Kiểu như là nó làm cho hết tháng luôn, được chưa? Đó, thì những ngày của nãy như nào? Lụi mấy đứa A, B, C, D. Câu A, abandon là gì? Là gì? Bỏ rơi đúng không? Đó, bỏ rơi, abandon nhé. Như thứ hai, bỏ rơi. Bỏ rơi. Trái nghĩa với bỏ rơi là gì? Ờ gì? Ờ đó thôi, được chứ? Rồi. Và gọi là những ngày của nãy ở công ty bị bỏ rơi. Rồi câu B, evaluate này, để tôi dạy rồi là gì? Ờ hình như chưa? Em biết không? Đánh giá. Được chưa? Evaluate, đánh giá, nhớ học nha. Những cái từ này rất là cơ bản, rất là dễ ra trong đề thi nhé các bạn. Evaluate, đánh giá. Cô sẽ estimate dễ rồi là gì? Ước lượng, tính thôi, và có đề number. Đó, thì quăng vào đi. Lùi đi. Đôi khi những câu khó này á, là không bắt các bạn gọi là, đôi khi một động từ á, nó có nhiều nghĩa chứ không phải có một nghĩa. Đó, thì nói vậy thôi. Thì câu này sẽ chọn đó chính là câu đề number. His days are numbered là như nào các bạn? Ví dụ như là gì? Là bác sĩ đã trả nấy, bác sĩ đã trả nấy về nhà rồi bởi vì bệnh nó quá nặng. Cho nên là his days are numbered là như nào? Là đây sắp gì? Sắp ngẫm đó. Là như gì? His days are numbered là gì đó kìa? Days are numbered là gì? Kiểu như là sắp hết, sắp tàn là lụi tàn, được chưa? Sắp kết thúc được chưa bạn?
Đó, ok, thì nó là his day, days are numbered, kiểu như là sắp hết, sắp lụi tàn, hoặc là sắp kết thúc, được chưa? Hoặc là đúng với trường hợp sau này mấy đứa đi làm đi, mấy đứa có phải đùng một phát là mấy đứa nghỉ không? Đâu ra? Mấy đứa phải báo trước một tháng, được chưa? Là kiểu như là trước một tuần thì mấy đứa nói gì? Mấy anh chị kiểu như là em đã báo ban quản lý là tháng sau em nghỉ rồi, cho nên là em chỉ còn một tuần để ở đây thôi. Cho nên nói là gì? My days are numbered here. Được chưa? Hiểu không ạ? Là kiểu như là em sắp kết thúc làm việc làm ở đây rồi. Được chưa bạn? His days are numbered là như vậy. Rồi, tiếp tục câu số 6. Câu này thì các bạn làm được. Ai gì đó, an intimate conversation. Intimate không biết kể nó. Conversation là gì? Động hội thoại thì tôi với động hội thoại thì chọn động từ như thôi, đơn giản. Take, make, have, did. Chọn gì nữa? Have a conversation thôi, có động hội thoại thôi, chọn have cái này thôi. Đừng có mắc nha mấy đứa, chết nha. Rồi là tôi gì đây các bạn, tôi đã có một cái động hội thoại, tôi đã có cuộc nói chuyện như đấy. Intimate là gì? Thân mật hoặc là gì đấy, riêng tư, được chưa? Thân mật hoặc là riêng tư các bạn ha. Trong cái đề ôn ngữ pháp đó nó có một cái từ nó khá là giống cái từ này, thì thầy nói luôn đối với trường hợp mà tối nay các bạn làm á, intimidate có cái từ này, các bạn làm các bạn thấy từ này không? Intimidate không biết đúng không? Động từ nó mang nghĩa là gì? Làm sợ hãi hoặc làm đe dọa, được chưa? Làm sợ hãi hoặc là đe dọa. Làm ghê sợ rồi đó, làm sợ hãi, làm ghê sợ. Bạn, các bạn thấy nó hơi giống giống chữ intimate đúng không? Cái này là tính từ, còn này intimidate nó là một cái động từ. Đôi khi là cũng bị hay lộn hai từ này các bạn. Cái này động từ nha, động từ thì nó nhiều âm tiết hơn. Intimidate, làm ghê sợ, làm sợ hãi. Rồi tôi đã có một cái đoạn nói chuyện gần gũi với Mia vào tối hôm qua. Và cô ấy đã gì tôi? Confide tại vì thầy nói các bạn rồi. Nói rồi, nói chứ là gì? Ôi cha cũng vậy rồi mà sao mấy nó quên nữa rồi. Chị coi lại là sao mới nhớ nó, trời ơi là trời. Trong một cái bài đọc là gì? Cô ấy đã gì các bạn? Cô ấy đã gì đó rằng? Đoán đi, cô ấy đã gì rằng? Cô ấy có đoạn, cô ấy đã nói chuyện với tôi. Thì cô ấy cái gì đó? Cô ấy gì đấy? Hả? Đã thú nhận là phải thú nhận con được rồi, không phải thú nhận đâu, phải cần phép đâu mà thú nhận. Đó vậy rồi, đã từng vậy rồi mà mấy đứa để ý đề thi nó ra một cái có phải bị uổng không? Trong cái bài mà gọi là gì đây? Trong cái bài mà thanh thiếu niên đó mà gọi là gì mình thích bào thở ra bữa thầy dạy các bạn đó. Nếu mà các bạn có một vấn đề gì đó thì các bạn nên làm gì đấy? Nên thổ lộ, đúng không? Đó thổ lộ. Vậy rồi. Cho nên thầy nhắc một lần nữa là các bạn phải coi lại những cái bài đọc nữa. Những bài đọc mà những bài rất là khả năng ra cũng khá là cao, các bạn phải coi lại hơn thì mình trúng. Không chỉ coi vậy chưa? Rồi, và cô ấy đã thổ lộ rằng là no matter how, nói lại là gì vậy đó? Dù cho cô ấy có gì đó đi chăng nữa. Thầy dạy các bạn rồi, go to great lengths, đã từng dạy rất nhiều lần rồi là gì vậy đó? Là gì? Không nhớ luôn hả? Dù cho cô ấy như nào đó, go to great lengths, ôi trời ơi. Là gì? Nó đồng nghĩa với bend over backwards thôi là gì? Cố gắng hết sức, cố gắng nỗ lực hết mình thôi. Mấy đứa nhớ thầy từng dạy chưa? Lớp kia là nhớ hết trơn á. Go to great lengths, đó chính là cố gắng hết sức. Dù cho nên cô ấy nói rằng là gì đây? Dù cho cô ấy cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì gọi là cái doanh nghiệp của cô ấy dường như cũng vẫn như đây, on the ropes là gì? Vẫn bị gì các bạn? Tích cực là tích cực. Nó tiêu cực rồi. Đó, on the road là gì? Tiêu cực các bạn đoán đi cái việc kinh doanh của nó như thế nào? Vẫn bấp bênh. Được chứ? Vẫn gọi là thất bại, đơn giản thôi. Bấp bênh hoặc thất bại. Được chứ? Các bạn tưởng tượng road là gì? Cái dây. Đúng không? Road là cái dây. Đối với cái trường hợp môn thể thao mà cho dành thường là dành cho nam mà có dây các bạn. Có dây ở xung quanh đó. Cái dây ở xung quanh. Cái này là ở trong cái môn thể thao nào? Boxing đó. Đối với cái trường hợp mà một cái ngứa, một cái boxer mà kiểu như là nằm trên cái dây mà tổ hỗn hển là kiểu cái người đó chuẩn bị sắp gì? Thua, sắp đai, sắp nắt áo, hiểu các bạn? Thì thật ra chữ on the road là bắt nguồn từ cái ngoại hạng Anh độ. Cái gì?
cái Quyền Anh đó, từ các bạn đó kìa. Nhưng mà trước ta dạy các bạn gì rốt, các bạn know the ropes hoặc learn the ropes là gì, mình học mình gì đấy, học những cái điều cơ bản đúng không, những cái quy tắc cơ bản là vậy rồi. Rồi tiếp tục câu số 7. Câu này không khó lắm. Anh ấy đã cái gì đó, the first A gì, first A gì các bạn, first A không biết không hả, first A gì, kit, first A kit là gì các bạn, một cái bộ gì đấy, đúng rồi, bộ sơ cứu, được chưa bạn, một bộ sơ cứu, bộ sơ cứu. Các bạn biết bộ sơ cứu mà cái gọi cái hòm màu trắng trắng mà có cái thập đỏ các bạn, đó gọi là cái first aid kit, được chưa bạn? Hoặc là các bạn nghe bộ kit gọi là bộ kit mà gọi là để test covid đó, được chưa, là một cái bộ, ok ha. Grab là gì các bạn, grab là gì, trọng từ grab là gì, bắt lấy, nắm lấy, được chưa? Vậy đối với điều grab ở trong Sài Gòn là tại sao người ta lại chọn cái động từ đó các bạn? Thì tài xế tới grab người ta là gì, tài xế đến đón người ta thôi, hiểu không? Grab. Rồi học thêm một cụm đó chính là gì, have a buy hoặc là grab a buy là gì, have a buy hoặc là grab a buy, have a buy, grab a buy. Buy là gì, là cắn, có một cái cắn là như thế nào, mình cắn để làm gì mấy đứa, cắn để làm gì, mình cắn để làm gì, mình ăn chứ làm gì trời. Để chơi thì suy luận thầy grab a buy hoặc have a buy là ăn thôi, dễ nhớ mà đúng không, grab a buy, have a buy là ăn thôi. Thì thật ra cái này là một cái ẩn dụ hay một cái hoán dụ mấy đứa, mấy đứa dùng hoán dụ và ẩn dụ không, cái này là một cái hoán dụ, được chưa? Đó, hoán dụ là mình tượng trưng đó các bạn, cái này mang tính tượng trưng, được chưa? Mình cắn một cái gì đó là mình ăn cái gì đó, hiểu không? Mấy đứa có hiểu ẩn dụ hoán dụ không vậy? Ủa nhưng mà thi nó ra ẩn dụ hoán dụ mấy đứa, thi văn văn nó không ra đúng không? Có à? Đó, thấy chưa? Dùng mà biết ẩn dụ hoán dụ chết rồi. Nhưng mà thầy nghĩ nó không ra hoán dụ đâu, hoán dụ không có. Rồi tiếp tục này nè. Nhưng mà mấy đứa học nè, anh ấy đã lấy gì đây, cái bộ sơ cứu và wrap là gì, quấn, được chưa, và quấn cái người phụ nữ ở trong cái bandage gì mấy đứa, cái gì màu trắng trắng, quấn bằng gì, băng thôi, băng cứu thương, được chưa bạn, hoặc là cái băng cái nhóm, đúng rồi, được chưa, cái tin lớp không thầy bị dễ làm nó, trước gì thầy nhớ thì gọi là thầy tới tiệm thuốc cho em, cho em mấy hộp băng vệ sinh rồi hay bị lộn lắm, biết sao nữa, dễ lộn lắm mấy đứa. Thầy nhớ lại thầy, đó chính là nói lại thầy, bandage là băng gì đấy, rồi chúng ta băng cứu thương, kiểu như là quấn cái một phụ nữ đó bằng băng cứu thương, để gì đây, để dừng gì đấy các bạn, dừng máu chảy, được chứ, đó flow of the blood là cái máu chảy đó, được chứ. May thay là cô ấy đã khỏi gì đây, cái bạn đó đi, may thay là cô ấy, cái bạn đó đi out of the woods là gì, may thay là cô ấy như nào đấy, đi qua khỏi cơn nguy kịch là không còn nguy hiểm nữa. Thì suy luận này, wood là rừng các bạn, wood là gỗ nhưng mà thân ấy là rừng á, ra khỏi rừng là gì, là không còn nguy hiểm nữa. Các bạn nhớ này, out of the woods là chính là gì, không còn nguy hiểm nữa. Thì trong trường hợp này là gì, cô ấy đã đi qua khỏi cơn nguy kịch, được chưa, sau một tiếng gì đây, thầy dạy các bạn conscious of là gì, nhận thức, đúng không, vậy consciousness là gì, cái sự nhận thức, vậy unconscious là gì, cái sự không nhận thức là gì, bất tỉnh thôi, được chưa, đó, ok. Có một từ các bạn bắt đầu các bạn suy luận ra, conscious of là chính là nhận thức đúng không, conscious là không nhận thức, consciousness là cái sự nhận thức, và unconsciousness đó chính là không nhận thức là mình bất tỉnh đấy, được chưa. Rồi, học thầy một số cụm trick là gì các bạn, trick là gì, cái mẹo, đúng không? Rồi các bạn học thầy một cụm đó chính là the trick of the trade. The trick of the trade. The tricks of the trade, cái mẹo thôi. Nhưng mà theo như the trade thầy, đó chính là một cái mẹo, một cái thủ thuật hoặc là một cái bí gì? Bí thuật hả? Bí kíp hoặc là bí quyết. Được chứ bạn, đó, ok. Một cái bí kíp hoặc một cái bí quyết, một cái mẹo cũng được, đó, nhớ thầy nha. Chứ trick thì ai cũng biết rồi, các bạn thêm chữ the trade nữa thầy, được chưa? Trade là cái việc gì, marketing đâu đó, giao thương đúng không các
đối với trường marketing này các bạn coi nè, có bao nhiêu các bạn nghe tại sao mà cái lý do tại sao mà các bạn vô siêu thị hoặc là một cái nơi bán hàng nào đó mà gọi là có một nhân viên bán hàng cho các bạn thử không? Một cái sample là một cái thử, ví dụ như bán kẹo đi thì người ta sẽ chưng các bạn, hoặc là nước rồi đó, đồ ăn á, người ta sẽ chưng các bạn, ví dụ bán trung thu rồi đó thì chắc chắn là người ta sẽ cho các bạn thử. Tại sao người ta cho các bạn thử? Đầu tiên rất là đơn giản, để làm gì? Dùng để ai? Dùng để làm gì? Thuyết phục. Thuyết phục là như thế nào? Thì kiểu như là đồ ăn mà, thì kiểu như là khách hàng kiểu như là thử, người ta ăn để chi thì người ta mới biết được à cái này nó bị như thế nào thôi. Đó chính là cái đầu tiên. Và cái mánh khóe thứ hai mà liên quan tới tâm lý là gì? Các bạn có đọc cái gọi là cái vụ đó không? Cái tâm lý gì đây? Đúng rồi, là kiểu như mình mang biết ơn, hiểu không bạn? Là kiểu như là mình sẽ mang tâm lý biết ơn. Ôi tự nhiên ăn xong mình đi mấy đứa thấy ngại không? Ngại chứ đúng không? Cho nên buộc nó phải đục mua. Không mua nhiều á thì mình sẽ mua ít. Mấy đứa thì đó là một cái gì? Một cái mánh khóe nè, một cái mẹo nè, hiểu không bạn? The trick of the trade. Được chưa? Đó, hiểu chưa bạn? Hoặc là gì? Lúc mà mấy đứa mới yêu nhau á thì the trick of the trade mà thầy dành cho mấy đứa đó chính là gì? Là mấy đứa đừng có gì? Mấy đứa đừng có gọi là live in each other's pocket. Hồi nãy thầy nói mấy đứa live in each other's pocket là gì? Dành thời gian nhiều cho nhau. Là thời gian đầu là mấy đứa đừng dành nhiều thời gian nhiều cho nhau nha mấy đứa. Bởi vì như thế nào? Là mới yêu thì như thế nào? Rất là nồng nhiệt đúng không? Nhưng mà dần dần cái là chán. Ít nhiều là mấy đứa phải như thế nào? Là mấy đứa gọi là cho mình như thế nào mấy đứa? Bí ẩn một xíu. Hiểu không mấy đứa? Đừng có dành quá nhiều thời gian. Ví dụ đặt những bạn nữ nè, là mới đồng với bạn yêu là các bạn rất là thích đúng không, muốn đặt bên cạnh yêu, nhưng mình phải gọi là chảnh lên để chơi, để kiểu như là mấy đứa con trai nó phải thèm khát mình, hiểu không bạn? Đó, bởi vì bản tính của đàn ông đó là gì, phải chinh phục, hiểu mấy đứa? Còn mấy đứa con trai mà kiểu như là không quan tâm cái là chết luôn, ế tới già nó coi. Rồi tiếp tục câu số 8. I have tried to call home many times, là tôi đã thử gọi máy nhiều lần rồi nhưng mà tôi không thể gì đây, gọi nhiều lần nhưng mình không thể gì đấy, không thể liên lạc được thôi, được chưa? Thì cái nào liên lạc đây các bạn? Nhưng mà tôi không thể liên lạc được, chọn nào liên lạc? Get through là gì? Vượt qua, trải qua đúng không? Cô B make for đồng nghĩa với head for là gì? Đi đến đúng không? Đi tới, tuổi thầy dạy rồi, đi đến cái con ngôi làng gần nhất đó, được chưa? Đi đến. Điều ốc là gì? Tại vậy rồi. Ôi sao em buồn nữa rồi, trang trí mấy đứa chứ sao vậy? Nó ôn này chứ điều ốc là lần thứ ba rồi đó. Make up là gì? Hai nghĩa. Ba nghĩa gì đầu tiên? Điện là lý do. Nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ hai? Hả? Bu. À bu, đêm bu, à bu. Được chứ bạn, cái gì? Thầy nghe thành từ gì? Make up là bu. Được chứ bạn? Đó, nghĩa thứ ba là gì? Chiếm. Đúng không? Chiếm bên trong của thầy nói chưa? Thầy nhắc lại đó chính là bị ra. Nghĩa thứ hai đó chính là mình bù. Bây giờ thầy ở makeup class gì không phải là một cái lớp học makeup đâu. Là gì? Là một buổi gì? Học bù á. Được chứ bạn? Đó, và nghĩa thứ ba đó chính là gì? Chiếm. Chiếm phần trăm nha các bạn. Được chưa? Rồi, thì câu này chọn gì đây? Ủa chưa đọc xong rồi đúng không? Câu D, thầy nói rồi, câu này chọn gì? Câu A thầy, get through là gì? Ngoài mang nghĩa là vượt qua, trải qua, đó, còn mang nghĩa là gì? Liên lạc được. Để các bạn get through, liên lạc được. Rồi, tôi không thể liên lạc được cô ấy. Có lẽ là cái pin điện thoại của ấy như nào đây? Đá đấy, sắp hết rồi. Các bạn cái này chữ flash này sắp hết, các bạn hết pin đâu nha. Các bạn nhớ là battery is flash này sắp hết pin đó. Thấy chưa? Is flat là sắp hết pin đó nha. Tiếp tục câu số 9. Ngày hôm nay rất nhiều idiom nha, rất nhiều từ vựng nha. Ngày đang phải bơm các bạn, bởi vì idiom rất là nhiều. Còn những bài ngữ pháp thầy nói lại là thầy bổ sung các bạn những bài về nhà nha. Cho nên các thủ làm đi. Câu số 8, câu số 9. It was such a gì đó movie. Nó quả là một bộ phim gì đó. It really moved me. Nó thật sự gì đấy, thầy dạy các bạn chỉ move rồi. Nó thật sự làm tôi cảm động. Nó thật sự làm tôi cảm động. Và tôi gì đấy, close to cry này là tôi dễ sắp khóc. Được chưa? And I was close to. Các bạn nhớ so close, tôi đọc từ tiếng Anh nha các bạn. Được chưa? Đó. Nhưng chứ các bạn gọi là trong cái bài lỗi sai các bạn thấy close to, tôi nó phải là động từ tiếng Anh chứ. Các bạn nên nhớ cái bài lỗi sai nó có 3 câu thì 2 câu về ngữ pháp chắc chắn các bạn làm được. Còn cái câu còn lại nó chắc chắn là về gì?
từ vựng, chứ gọi là động từ mà có thực in hay không các bạn đừng quan tâm nha. Được chứ, các bạn quan tâm từ vựng cho thầy thôi, được chưa? Bởi vì sau tu này đang mang chức năng là giới từ, mà sau giới từ luôn là động từ, được chưa? Còn khi nào mới gọi là tu infinity, nó có gọi là quy tắc hết, được chưa? Đó, mà đối với đồ là tính từ là giới từ cho nên là không có nguyên mẫu, là tu xém khóc mém khóc, được chưa? Như suy luận thầy close là xém hoặc là mém, được chưa? Thì đây là một bộ phim như thế nào các bạn? Thầy chọn thầy đi. A touching movie, nhớ này nha. A touching movie là một bộ phim đây, cảm động. Nhớ này, touching là cảm động và chữ mu, chữ mu là gì? Làm cảm động, và I am mu là tôi bị cảm động, hiểu chưa? Câu A rớt là vậy các bạn, rồi là gì? Gồ ghê, thô, đúng không bạn? Vậy rồi. Thô, rồi gồ ghê trong cái trường hợp cái bài nào mà bữa thầy các bạn gồ ghê? Cái núi mà nó gồ ghê đó đúng không? Bữa đó. Rồi, nhưng mà biết thầy nói là gì? I have a rough day là gì? Tôi có một ngày như thế nào? Tồi tệ. Thay vì thầy nói là I have a bad day, thầy có thể nói I have a rough day. Nhớ này nha, có thể ra I have a rough day, tôi có một cái ngày mà tồi tệ. Rất là phổ biến các bạn ha. Thay vì nó oh, I have a bad day, oh, I have a rough day today. Rồi, còn bây giờ feeling trước thầy các bạn là a good feeling là gì? Hoặc là an instant feeling, có linh cảm đúng không? Hoặc have a hunch, linh cảm đúng không? Vast gì đây, từ khá là mới. Thầy nhớ thầy từng dạy rồi đó, nói rồi chứ không phải mới lắm. Là gì? To lớn, rộng bao la thôi. Được chưa? Dạy rồi, bên mong bao la rộng lớn. Vast, đã từng dạy rồi. Bữa thầy dạy các bạn từ vast majority đó, nói rồi chứ bạn chưa nói đâu. Đây một tính từ nha, khá là dễ ra. Tiếp tục câu số 10, con này cũng khó nè, nhưng mà thầy nghĩ các bạn lùi được. My father such a gì đó of habit. Bố của tôi quả là một cái người gì đó thói quen. Anh ấy luôn luôn phải gì đây? Phải ăn một cái bánh và một cái gì đây, uống một cái tách trà vào cái giờ để ngủ. Trước cái giờ để ngủ các bạn nhớ nhét bedtime nha thầy nha. Rồi thì các bạn chọn này để coi lùi đi. Thì con này các bạn chọn gì? Foreigner là gì các bạn? Ủa foreigner là gì? Là động vật. Đúng các bạn, nó có đâu là động vật, còn thực vật là gì? Floral thôi. Floral là flower, là thực vật này, hiểu không? Còn fauna là toàn thể động vật ở trên thế giới. Là chứ bạn là đồng nghĩa với animals. Được chưa? Câu B, mammal là gì? Động vật có phiếu. Được chưa? Rồi câu C, một chữ gì đó mà tụi giờ bình thường hả? Nhưng giờ mấy đứa muốn dùng gì đó mới đó. Câu C, creature là gì? Sinh vật. Được chưa? Và câu D, species là gì? Rồi, thì con đang chọn gì? Thì cái này nói về những idiom thì đuổi, nếu mà không biết. Loại bỏ nè. Fauna là gì? Tất cả động vật nha, là không chọn. Câu B, mammal. Còn có vếu, còn lao thì con này một là loài hay là sinh vật thôi. Bố mình là loài, cái ghê quá vậy, ghê mấy đứa đúng không? Nói là gì? Sinh vật. Mấy đứa nhớ những câu khó là mấy đứa mình lần đầu tiên mình gặp á, giả bộ mình xui mà gặp những câu idiom mà thầy chưa sợ mà trúng tụi mấy đứa đi, thì mấy đứa cứ cố gắng bình tĩnh mà mấy đứa phân tích ra kệ đó, được chưa? Đó, ít nhất mình cũng gọi là mình vặn rặn, cố gắng mình rặn ra, được chưa? May thì mình trúng được các bạn. Đó thì câu này chọn thầy câu C, được chưa? Creature, được chưa bạn? Đó chính là sinh vật. Thì bạn suy luận creature of habit là gì? Là một người, là một người như nào? Ông ấy kiểu như là lúc nào cũng phải ăn bánh và uống trà trước khi đi ngủ. Là như nào? Đó là một cái thói quen của nãy ông ấy rồi, là ông ấy không bỏ được. Là như nào các bạn? Là một người rất là quy tắc, một người rất là nề nếp, hoặc là một người kiểu như là bám theo. Đúng không? Là một người bám theo thói quen. Được các bạn? Đó. Hoặc là người giữ thói quen tốt. Như vậy nó hay hơn các bạn. Một người giữ thói quen tốt nó hay hơn. Mấy đứa có nghĩ là mấy đứa là a creature of habit đó. Và thầy cũng vậy. Làm sao làm nha, từ nay tới thi là còn khoảng 20 ngày nữa là mấy đứa phải cố gắng để trở thành mình là một đứa gì đây, một cái con sinh vật mà thói quen nha mấy đứa. Là làm sao làm, một ngày là dành ra 3 tiếng để học tiếng Anh nha mấy đứa, chứ không phải là dễ đâu. Ủa giờ làm gì nữa đâu, đúng không bạn? 3 tiếng là bình thường á. Thầy biết làm sao chứ hồi xưa á, là thầy chỉ dồn đúng một tiếng Anh thôi mấy đứa. Còn văn hay là toán là thầy đơn giản lắm. Toán thì cuối gọi là trước cái ngày thi đêm đó thầy mới ôm, biết rồi. Trước cái ngày thi thầy mới ôm, được chưa? Rồi còn thầy chủ yếu là thầy dùng và môn tiếng Anh hết. Rồi tranh thủ nha mấy đứa.
còn 20 ngày nữa chứ mấy, đúng không? 2 mấy ngày nữa, 3 tuần nữa. Wow. Rồi câu đồng nghĩa trái nghĩa này nè. I really adore your son. Các bạn coi chữ adore nó nằm trong cái từ adore gì các bạn? Adorable là gì? Dễ thương, đáng yêu đúng không? Adorable là dễ thương, đáng yêu, là người biết thu te đó. Được chưa? Vậy các bạn đoán thì con này tức là thuộc. Cứ đọc tiếp đi ha. Tôi thật sự gì đó, con trai của phụ của bạn. Nhưng mà anh ấy push my button, thầy dạy bạn là push my button là gì? Làm mà tôi tức điên, đúng không? Nhưng mà anh ấy làm tôi tức điên. Và lần này và tôi phải là ghi phim ở Peace of My Mind, thằng nói luôn ôm lại tôi vào cái mấy đứa ra, cho nên tôi phải gì đấy. Rồi quên luôn. Là gì? Anh nhớ. Tôi phải. Thầy nãy nghe bạn nào đúng rồi, tôi phải gì đấy. Sạc cho nó một trận, đúng không? Vậy rồi. Anh ấy làm tôi phát điên cho nên tôi phải sạc anh ấy một trận. Ủa thầy vậy chưa? Vậy rồi. Thì câu này có chữ bớt cho nên bên trước nó phải như thế nào? Tích cực rồi đúng không ạ? Thì tìm nào tích cực đây, A, B, C, D. Rồi quan bà bì hay là gì? Cư xử quan bà, tôi thật sự cư xử là tào lao. Được chưa? Hồi trước thầy dạy các bạn, đó chứ là behave yourself là gì? Behave yourself. Ờ, cư xử đúng mực đó nha. Rồi con B lớp, tôi thật sự yêu con trai các bạn nhưng mà nãy là tôi đúng không? Ổn không? Ổn đúng không? Thì có thể chọn con C, worship là gì? Worship, tôn thờ. Được chưa các bạn nhớ? Ờ, cho nó cũng có thể đồng nghĩa với worship. Nhưng mà cái này tôi thật sự tôn thờ, nghe ngốc quá. Được chưa? Và con D, confront, vậy rồi là gì? Ừ. Đúng rồi, đối mặt. Được chưa? Chạm trán, đối mặt, thầy dạy các bạn rồi, confront. Dạy nhiều rồi nha mấy đứa ơi, toàn thầy còn dạy không à. Ôi cha. Rồi, thầy con đang chọn thầy có bên gì, adore là gì mấy đứa? Yêu thương yêu mến thôi, là chứ mến mộ thôi, đơn giản, adore. Rồi, câu số 12, severe thầy cũng dạy luôn chứ. Thầy dạy luôn rồi. Được chứ, nhưng mà các bạn coi dạy bộ, đưa phòng thi, không biết nghĩa, đọc. The severe storm là gì? Cái cơn bão, à đúng rồi, tại câu này này thì vậy các bạn nhớ nhắc này để nói lại nha. Rồi, the CV storm là gì, cái cơn bão gì đó nó đã đây cái gì đó, cái city hub là gì, trung tâm thành phố, nó đã gây ra gì đây, gây ra một cái damage. Dễ bộ các bạn không biết chữ CV là gì, các bạn không biết chữ shock là gì, các bạn không biết cái contraction việc là gì, nhưng ít nhất các bạn biết cái này tức là tiêu cực. Ờ, nó tiêu cực rồi thì chọn nó nào tiêu cực luôn, được chưa? Đó thì con này slide là gì, là gì? Ờ, nhẹ sương sương phớt phớt đúng không bạn? Thầy dạy rồi. Đó, nhẹ sương sương rồi nè. Rồi, chắc chắn là không chọn. Cô B intense gì? Cực kỳ cao độ đúng không? Dễ đúng rồi. Thì ổn không? Tiêu cực nè. Rồi cô C bleak, thầy từng dạy các bạn paint a bleak picture là gì? Một bức tranh vậy. Rồi, quên luôn. Ảm đạm của quán bữa thầy nói rồi đúng không? Đó. Rồi, bữa thầy dạy các bạn là gì? The doom and gì đây? Đúng rồi, đó, the doom and gloom cũng là u ám luôn. Gloom, the doom and gloom, u ám. Được chưa? Trong cái bài nào các bạn? Trong cái bài là thanh thiếu niên luôn đó, đúng không? Không phải lúc nào các bạn cũng u buồn. Được chưa? U sầu, được chưa các bạn? Rồi, thì câu C không chọn. Câu D, bitter là gì? Là gì? Đắng, đúng không? Trước giờ thầy dạy các bạn gì bitter các bạn? A bitter pill to swallow là gì? Một cái viên thuốc đắng để gọi là nuốt là như thế nào? Hả? Đúng rồi, chấp nhận một việc gì đó gì đấy mà không dễ dàng đúng không các bạn? Đó, các bạn coi lại từ vựng là nhớ hết gì đó. Rồi thì con này chọn gì các bạn? Chắc chắn chọn này có. Có. Để được chứ các bạn, vậy các bạn phân tích hết rồi. A, B, C, D từ vựng dễ hết rồi chứ đâu có từ vựng nào khó đâu. Được chưa? Thầy nói trước là cái câu này, hai câu này nó tương đương với cái đề thi thiệt. Cho nên giờ các bạn không làm được là các bạn phải coi lại. Thật sự là như vậy thôi. Được chưa? Chứ giờ mà những câu thầy nói thiệt nha, bốn câu đồng nghĩa trái nghĩa chắc chắn là nó rất là dễ, các bạn phải làm được hết. Được chưa? Mà các bạn làm không được là các bạn vẫn gọi là như nào, các bạn tự hiểu đi ha. Rồi học thầy sell like hot cake đó chính là như nào, bán như là bánh nóng là như nào, bán như là bánh nóng là bán rất là gì, kiểu như là lúc nào cũng bán gì đây, bánh nóng. Được chưa? Thì kiểu như là nó bán liên tục, bán thường xuyên, là kiểu như là bán rất là đắt. Được chưa bạn? Đó, bán rất là đắt. Chứ kiểu như là bán ế thì bánh nó còn nóng nữa không? Đó, có cách này có thể là suy luận đúng không các bạn? Đó chính là bán rất là đắt, bán rất là mắc. Ờ, thật sự, rất là đắt hoặc là rất là gì mới đúng. Mà mới nói cái việc là gì? Rất là chạy, được chưa? Bán rất là chạy, sell like hot cakes.
Các bạn có gọi là vô Sài Gòn các bạn nghe bánh mì ô môi không? Rồi chuẩn bị tháng sau, vài tháng sau mới đến vô mới đến xin nghe bánh mì ô môi ở trên quận nhất đường gì ta quán tiêu rồi bánh mì ô môi trên đường gì ta quán tiêu ở ngay cái vòng xoay Hồ Lũng Thiên Vương quán tên quán tiêu rồi. Nhưng mà bánh mì rất nổi tiếng mới đó, một ổ chắc khoảng là 50.000 một ổ, đặc biệt là 50.000 tại vì cũng khá là ngon, kiểu như là khách du lịch mà tới Việt Nam ở tới Sài Gòn là phải ít nhất là phải ăn ổ bánh mì đó, được chưa? Bởi vì tại sao gọi bánh mì ô môi, bởi vì chủ quán là hai cái bà cùng nhau. Ồ trước mấy kiểu như là năm ngoái nó có vụ kiểu như là một cái drama giữa kiểu như là hai bà cãi lộn bao nhiêu mấy đứa nghe không? Đó nếu mà các bạn gọi là lướt tờ Facebook các bạn sẽ thấy là hai bà kiểu chia tay nhau rồi hai bà kiểu như là tự mở một cái quán đi và hai bà cạnh tranh nhau. Được chứ? Đó. Thì đó là cái sale line hot cake bởi vì quán đó rất nổi tiếng các bạn. Phải xếp hàng để mua đó. Được chưa? Đó. Rồi. Thì các bạn học thầy này chỉ suy luận thầy chỉ CV là gì? Nó nghiêm trọng. Được chứ? Đọc là nó thẳng khốc. Được chứ bạn, nó nghiêm trọng, nó thảm khốc, được chứ? Hoặc là khắc nghiệt cũng được. Đó, rồi, shock thì các bạn, là cái cơn bão mạnh mà nó shock the city hub là gì mà nó? Cái cơn bão là gì đó, trung tâm thành phố mới đó. Cơn bão làm gì trung tâm thành phố? Xin lỗi đi. Nó tấn công thôi, được chứ? Nó đổ vào, nó ập vào. Thì các bạn nhớ, shock nè, shock là cục bão của tôi gì mới đó. Strike đúng không? Được chưa? Và strike hoặc là hit nè, hit là đánh nè, tấn công nè. Được chưa các bạn? Đó chính là tấn công, strike, hit, tấn công. Cục bài của nó là strike. À, thế rồi. Quán của nó là strike. Cục bài của nó là striking. À, thì gọi là cơn bão gọi là mạnh. Nó mà nó tấn công thành phố, nó đã gây ra một cái thiệt hại các bạn. Catastrophe là từ nghệ là một cái thiệt hại mà nó. Ui cha. Đoán đi một thiệt hại như thế nào? Thảm khốc thôi. Nó chơi catastrophic đó chính là thảm khốc của ta dạy đâu mà đúng không? Gây ra thiệt hại thảm khốc cho ai? Cho người dân thành phố. Rồi tiếp tục câu số 13 tìm từ trái nghĩa. The critics là ai các bạn? The critics là ai? Những nhà phê bình. Hit praises là từng dạy các bạn chữ praise là gì? Khen đúng không? Vậy hit praises là gì? Hit là kiểu như là mình vô mình chất rất là nhiều, mình gọi là chất đóng gọi là chất đóng gọi là lời khen là gì? Khen gì? Khen gì? Khen tối tát, khen nức nở đúng không bạn? Đó thì có cụm hit praises đó chính là khen nức nở, khen tối tát, được chưa? Nhớ là gì hit nha, hit praises, khen nức nở, khen tối tát, khen dồn dập. Đó là những cái nhà phô bình đó chính là khen nức nở. Khen nức nở như đây, khen cái gì các bạn? Capability là gì các bạn? Là gì cái? Cái khả năng đúng không? Cái khả năng gì đó của cô ấy cho cái việc tổ chức, sắp xếp. Được chưa? Khả năng gì đây? Đang tích cực đúng không? Đang tích cực thì tìm gì đó mà nó tiêu cực, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Không phải lúc nào các bạn làm tích cực rồi các bạn chọn tiêu cực, các bạn ABCD cái nào tiêu cực. Nhìn vô các bạn thấy câu nào tiêu cực? Câu gì? Câu D hoặc là câu A là tiêu cực đúng không? Đó, thì các bạn nghĩ A O tệ. Cái này đang khen mà cho nên chắc chắn là khen gì đó tốt rồi các bạn nghĩ tệ, các bạn chọn A là chết. Các bạn đọc từ từ thôi, thầy nói các bạn rồi. Tìm lỗi sai á thì đa số là hai câu á, ở trong cái câu đáp án á nó sẽ có hai câu như nào? Trái ngược nhau thì tìm hai câu nào trái ngược nhau. Được chưa? Often thì có nào trái ngược nhau không? Often là tệ đúng không? Thì có nào nó giỏi tốt không? Có không? Đâu có đâu, đúng không? Thì cứ đọc tiếp. Câu B, learn là gì các bạn? Đã được học, đã được biết từ trước. Được chưa bạn? Và câu C, natural là gì? Tự nhiên, bẩm sinh. Đúng không các bạn? Sự khác biệt giữa đã được học từ trước, đã được học mà gọi là bẩm sinh là như thế nào? Nó có trái cùng nhau không? Trái chứ đúng không? Bẩm sinh là mình có còn học không? Không. Còn được học là gì? Được học thì nó có được bẩm sinh không? Mình phải học thì mình mới biết chứ sao mà bản sẽ được. Thì rõ ràng các bạn thấy B với C trái được nhau nha. Trái rồi, được chưa? Thì câu này mình chọn gì? Câu B hay câu C? Nó phải là một khả năng gì không? Một cái khả năng. Khả năng gì? Tự nhiên, khả năng bẩm sinh. Thì trái nghĩa với bẩm sinh là gì? Câu B, được không? Được chưa các bạn? Đó, ok. Các bạn coi acquire là gì? Acquire là gì? Đạt được. Đúng không bạn? Đạt được nó đồng nghĩa với gì? Đạt được đồng nghĩa với ví dụ acquire thì nó acquire thêm đi đồng nghĩa với gì? Learn thôi, đạt được là học được đó, hiểu không? Được chưa? Vậy acquire là gì? Là không học được là tự nhiên bẩm sinh đó, hiểu không mấy đứa?
Đó, ok. Thì con B, con C với con D như nào rồi? Đồng nghĩa với nhau rồi. Cho nên chỉ có con A với con B thì chỉ cộng con tổng của B. Vậy suy luận này innate là gì? Bẩm sinh. Được chưa mấy đứa? Innate là bẩm sinh đó. Rồi, câu số 11. The medical school graduates là những người gì các bạn? Những graduate là gì? Những người vừa mới ra trường. Trường gì đây? Trường Y. Những cái sinh viên vừa mới ra trường Y thì regarded as là gì? Được xem như là the cream of the crop. Được xem như là cái gì đó. Và có thể nhận công việc bất kỳ nơi đâu mà họ muốn. Thì đó là các bạn nghĩ tích cực hay tiêu cực? Ở tích cực rồi thì tìm nào tiêu cực thôi. Và tìm thầy ABCD hai câu nào mà con trái nghĩ nhau. The worst of the particular group là gì? Cái mà tệ nhất của gì đây? Của một cái nhóm. Particular là gì? Vậy hoài chứ particular đúng không? Là gì? Cụ thể hoặc nào đó đúng không? Là những cái người, những cái vật mà tệ nhất của một nhóm nào đó. Rồi tiếp tục câu B. The most desirable part là gì? Là cái phần gì đấy? Cái phần desirable là gì? Design mà giờ không biết nữa, design là gì? Khao khát không muốn, vậy là cái phòng gì đấy? Cái phòng làm người ta khao khát nhất. Được chưa? Rồi, câu C. The least is satisfied, cái phòng mà gì? Cái phòng mà ít thú vị nhất. Thì các bạn coi hai câu này đang trái ngược nhau rồi. Hai câu này đang trái ngược nhau. Câu B với C trái ngược nhau. Câu D là individualized. Những cá nhân được chọn là giỏi nhất của một lớp. Thì rõ ràng các bạn thấy câu D nó trái ngược với câu gì? Câu A. Đó thì nó có hai cặp trái ngược nhau thì chọn. Các bạn coi nè, họ là sinh viên mới ra trường thì chắc chắn là phải là người rồi. Và cái này là phần là chết. Hiểu không? Nếu vậy câu này mới được chọn gì? Ra tích cực thì chọn gì tích cực? Có. Đó thầy xin là thầy kiểu như thầy được gì giải thích cho mấy đứa tôi dạy rồi mấy đứa tự chọn thử thôi coi. Thầy nói các bạn giờ mình loại bỏ hai câu nào? Câu B với câu nào? Bởi vì B sẽ nó trái ngược nhau rồi mà hai câu này không phù hợp. Bởi vì sao đây? Nói về người mà sao mà phóng? Đúng không? Vậy còn câu A và câu D các bạn chọn gì? Câu A đang tích cực còn tiêu cực thôi. Vậy suy luận của thầy, the cream of the crop là gì? The cream of the crop là gì? Những cái người mấy đứa sao tới giờ mà không mấy đứa không hiểu nữa sao vậy? Thì gọi là thầy nói với bạn rồi, cái tìm từ gọi là trái nghĩa với idiom á, thì cái đáp án của nó là nằm trong cái câu đó luôn rồi. Được chưa? Là A B C D là các bạn coi là cái nghĩa của nó là câu A của đế. Mấy đứa hiểu thầy nó nói gì không vậy? Thì cái nghĩa của nó là câu nào? Câu A của đế. Câu A là trái nghĩa rồi, câu D là cái nghĩa của nó đó. Vậy suy luận thầy, the cream of the crop là gì? Những người mà giỏi nhất thôi, đơn giản. Đó là thầy nói rồi nha, the cream of the crop đó chính là những người giỏi nhất của một cái nhóm nào đó. Rồi hai câu nữa mình nghĩ. Rồi mấy đứa làm thầy ba câu tìm có sai đi. Bởi vì một ngày là phải ba câu tìm có sai. Lúc hoài luôn á trời. Rồi lẹ tìm lỗi sai mấy đứa. Rồi nghỉ. Câu số 36. Is he really behind you? Là gì các bạn? Có phải là anh ấy thật sự ở sau you? Và đây, và giấc mơ của ấy để gì đây các bạn? Để fulfill là gì? Để gì? Nó bự lắm không nghe? Làm đầy gì mà làm đầy chứ thôi mấy đứa. Để gì mấy đứa? Để thực hiện cái giấc mơ này vậy mấy đứa fulfill chứ. Ôi cha sao giờ mấy đứa thiệt chứ. Cái kỳ vậy hả ba? Chứ phụ phiêu nói hoài luôn mà cũng quên là giờ tới giờ còn làm đầy nữa sao trời. Và thật sự gì đây? Thật sự anh ấy có thật sự ở sau lưng chiêu và giấc mơ của ấy để thực hiện như đây. Thực hiện cái her dead husband destiny là gì? Cái gì? Cái số phận. Được chưa? Đó, để như đây để thực hiện cái số phận của người chồng chết của cô ấy. Người chồng chết, người chồng quá cố của cô ấy. Được chưa? Hay là nó lại có một cái interior motivation. Được chưa? Hay là nó lại có một cái motivation là gì? Một cái động lực gì đó đằng sau cái caring compassion. Con chấm hỏi thầy. Compassion là gì? Cái sự gì các bạn?
cái sự gì, cái lòng trắc ẩn là cái sự bao dung đúng không các bạn? Lòng trắc ẩn, trắc ẩn, lòng trắc ẩn là như thế nào? Là cái sự bao dung đó. Cái này hiểu đúng nên là gì? Nó có hai trường hợp. Một là gì? Là anh ấy kiểu như là có phải là người nâng đỡ cô ấy sau cái đám, sau cái chết của chồng ấy, hay là anh ấy có một cái mục đích sâu xa nào đó, được chưa? Thì con này chọn gì? Nó có. Thì con này thì chọn đó chính là câu C, motivation, đổi lại thành motive thầy. Cái bạn nhớ thầy, đó chính là interior motive, đó chính là cái mục đích sâu xa, được chưa? Nhớ thầy, interior motive là mục đích sâu xa chứ không phải là gọi là cái gì mà động lực đâu các bạn. Mục đích sâu xa, các bạn hiểu mục đích sâu xa không? Hiểu mục đích sâu xa không? Là kiểu như là gì đây, ví dụ như là thôi không có thời gian thì không muốn ví dụ nữa, giờ là mẹ đi, nó nhiều quá. Thầy nhắc lại, compassion, compassion là gì? Lòng trắc ẩn hoặc là cái sự khoan dung, được chưa? Destiny là gì? Số phận, số mệnh. Fulfill là gì? Thực hiện cái giấc mơ gì đó. Rồi câu 37, kết quả là cái công ty nó có thể có một cái cơ hội gì đấy, vàng gì đó, để gì đây? Remove its operator, để gì đây? Để remove mà vừa quay lại, trời, nó phải return đâu mà quay lại, để remove cái gì? Trời, remove mà vừa không biết nghĩa là sao vậy mấy đứa, sao mà tệ như vậy? Remove là gì? Là gì đấy? Chứ mà giờ trời ơi, chán kinh khủng, chán luôn á. Hôm bữa thầy tuần trước, không phải tuần trước mà kiểu như là thứ mấy thầy nói mới remove chưa? Loại bỏ. Tới giờ mà chưa remove mà không biết nữa sao mà thấy. Kỳ vậy mấy đứa. Thầy thiệt là thầy thiếu kiên nhẫn với mấy đứa lắm luôn nha. Rồi thì con này mấy đứa chọn gì đi, thầy nói nhiều đó, mệt quá rồi. Chọn gì lắm cống các bạn. Vậy các bạn đổi lại thành gì? Operator của thầy dạy các bạn chưa? Ví dụ của thầy dạy các bạn tourist, gọi là tour operator chứ là gì? Với thầy dạy các bạn tour operator là gì? Trong cái bài đọc về gọi là du lịch đó, tour operator là ai? Công ty lữ hành hoặc là đại lý du lịch, bữa thầy nói các bạn chưa? Có quay là cái operator này đấy chứ, là cái nhà hoạt động đâu đó. Rồi câu này lắm có như nào, chọn cái gì mới đó, lùi đi. Thì câu này sao đó chính là chữ goal đó các bạn, một cơ hội ngàn vàng, đó chính là goal gì? Golden, được chưa? N thầy golden opportunity chứ không có goal opportunity, chỉ có golden thôi, được chưa? Các bạn nhớ gold là vàng, nó là kiểu như là danh từ thôi. Và nó golden là gì? Bằng vàng. Là chưa? Golden opportunity. Rồi câu số 38, câu cuối cùng nè. The economy là gì? Là nền kinh tế, là đồng thời nó cũng đang đưa ra chứng minh, thể hiện những cái gì đó bạn. Signal là gì? Những cái tín hiệu, cái dấu hiệu. Những cái tín hiệu rõ ràng của cái sự hồi phục sau cái gì đó, đó thì quan trọng gì đây, nó có như nào? Thì con này sai chỗ nào các bạn? Sai chỗ nào? Thì con này sai, đó chính là câu B, signal. Nó phải là dấu hiệu chứ không có tín hiệu các bạn. Các bạn nhớ tín hiệu này, các bạn hiểu như tín hiệu không? Tín hiệu thông tin rồi đó các bạn. Để chứ là ra dấu hiệu, signal động từ là ra dấu hiệu các bạn ha. Danh từ là tín hiệu. Còn này phải là dấu hiệu, dấu hiệu phải chọn gì? Dấu hiệu phải chọn gì mấy đứa? Không có signal phải là gì? Sign. Đây là dấu hiệu nè, biển báo chỉ dẫn rồi nè các bạn, nhưng mà mang nghĩa là dấu hiệu nữa. Signal đó chính là gọi là tín hiệu thôi, con này phải là dấu hiệu. Rồi, ok. Xong ngày hôm nay. Rồi thầy nhắc lại cái